Thì chúng ta liền nói tới hai chữ, đó là từ bi, phải không? Cho nên đạo Phật trở thành đạo từ bi. Rồi cửa chùa chúng ta kêu cửa gì? Cũng là cửa từ bi, hoặc là chốn từ bi. Từ bi nó đi đôi với hỷ xả, cho nên có nhiều chùa người ta viết hai câu đối ngay nơi cổng bằng tiếng Việt rất là hay: cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Như vậy chúng ta xác định rõ ràng một điều rằng hình ảnh của ngôi chùa là nơi để cho chúng ta có thể đến mà gạn lọc tâm hồn, để tất cả những ưu phiền, những nỗi khổ dần dần nguôi tan trong đời sống thường nhật của mình. Bên cạnh đó, cửa chùa là nơi để chúng ta nuôi lớn tình thương, tức là chốn từ bi. Tình thương không phải dành riêng cho một vài đối tượng, mà chúng ta thương cả những người mà khó thương nhất trong cuộc đời này. Không chỉ thương con người mà chúng ta cũng thương tất cả vạn loại hữu tình, bởi vì đã là hữu tình chúng sanh trong cuộc đời này thì chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ. Không khổ vì tiền bạc thì cũng khổ vì tình cảm, không khổ vì sự đổ vỡ thì cũng khổ về bệnh tật, không khổ vì những trắc trở thì cũng khổ vì con cái ngỗ nghịch. Thì bao nhiêu hoàn cảnh là bấy nhiêu nỗi ưu hoài, phiền muộn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta nuôi lớn tình thương, chúng ta mở rộng tâm hồn, chắc chắn quý vị sẽ vơi bớt đi tất cả những não phiền ở trong cuộc sống. Từ bi và phiền não, cả hai cái tỷ lệ nghịch với nhau. Ánh sáng của từ bi lan tới đâu thì bóng tối của khổ đau nó sẽ lùi dần đến đó. Và một trong những pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng đệ tử thực tập để nuôi lớn từ bi, để gắn kết với những nỗi khổ đau của cuộc đời, bao nhiêu chúng sanh bất hạnh, trong đó có sự cộng nghiệp với chúng ta. Một pháp môn rất đơn giản, rất bình dị, nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi nhất cho chúng ta, nhất là hiện tại, khi mà con người ta lại có quá nhiều thời gian để suy tư, để lý luận, và thậm chí còn để thả mình theo những sự ham muốn của bản thân. Pháp môn này bình dị tới mức ai cũng có thể làm được, và hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể thực tập được. Nhưng cũng vì thế mà người ta rất xem thường pháp môn này. Vâng, hôm nay để giúp cho quý vị xác quyết lại tinh thần từ bi của đạo Phật và nuôi dưỡng tấm lòng từ bi của mỗi chúng sanh, mỗi con người chúng ta, thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử tại tổ đình Hội Khánh hôm nay qua chủ đề ăn chay. Chủ đề này nó cũ lắm rồi, phải không quý vị? Nói tới ăn chay là nó xưa rồi, nó xưa thiệt là xưa rồi. Bây giờ xin phép được hỏi quý vị trong đây, ai đã từng phát tâm ăn chay trường? Quá ít. Lèo tèo có 20-30 cánh tay thì quá ít. Xin lỗi, ở ngoài cánh tả cánh hữu có ai ăn chay trường không? Giơ cao lên cho thầy thấy, thầy mừng coi. Giơ một tay thôi, không có giơ hai tay. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Ở Việt Nam của chúng ta không riêng về Phật giáo mà cũng có những người không theo tôn giáo nào, hoặc giả là tôn giáo khác,
đạo Phật vẫn có ăn chay, mà dân gian gọi là ăn lạc, ăn tương, phải không? Ăn lạc tức là ăn những thức ăn không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sanh, chứ không phải thức ăn đó không có muối. Chà, tưởng tượng ăn cơm không và ăn canh mà không nêm gì hết, nấu nước với bí đao không mà sao mình chan mình ăn cho được, phải không? Ăn cái đó tuần lễ nó bị phù á, bị thủng á. Ăn lạc tức là như thế, là tiếng nói dân gian, lạc nó đối lại với mặn, mà mặn là vị mặn từ máu và nước mắt của chúng sanh. Còn gọi ăn tương là tại sao? Ăn chay hồi xưa đó chỉ có tương với chao thôi, chứ đâu có ai rảnh đâu mà đi chế biến những thức ăn mà nó phong phú như bây giờ. Hồi đó chỉ có tương rồi, tương hột. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng vậy, dít tương hột vô dầm miếng ớt rồi trái chuối nữa xong bữa cơm. Mà ăn như vậy đó thầy nghĩ 3 tháng mà không cấp cứu mới lạ. Cho nên hễ mà nghe nó ăn tương với ăn lạc là mấy ông chồng là le lưỡi chạy dài. Rồi có thêm nữa thì bà vợ bà luộc cho mấy trái đậu bắp, mấy lát bầu nữa thôi ăn thôi chứ không chế biến gì. Cho nên gia đình mà nghe nó ăn chay, ăn tương, ăn lạc là người ta sợ lắm. Riêng là đạo Phật đó thì thật sự phần đông các vị đều có ăn chay. Không ăn chay trường được thì chúng ta cũng ăn chay kỳ mỗi một năm 3 tháng. Tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Có khi chúng ta ăn chay kỳ theo ngày, tức là một tháng có thể ăn 10 ngày, hoặc giả là 8 ngày, 4 ngày, tối thiểu nhất là 2 ngày, phải không? Trong đây có ai chưa từng ăn chay một ngày nào không? Thầy biết chắc là có luôn. Hãy ngồi nói tới chay là sợ. Có nhiều vị Phật tử đi tới chùa, thầy cũng là Phật tử, cũng quy y, mà đi tới chùa thầy đã thủ theo ổ bánh mì ba tê. Ăn chay không được, thầy hỏi tại sao? Thầy ơi, con ăn chay con nhức đầu. Thầy nói như vậy chắc mấy ông thầy, mấy sư cô trong chùa bể đầu chết hết rồi. Nó bị ám ảnh bởi cái chữ nhức đầu á. Hễ mà nói tới chay cái nhức đầu à. Còn ăn thứ khác thì không nhức đầu, còn sáng mắt ra nữa. Thưa quý Phật tử, hôm nay trình bày với lại quý vị chủ đề này là tại vì đó gần đây đó thầy nghe rất là nhiều ý kiến của các Phật tử về vấn đề ăn chay. Qua sự chỉ dạy của các thầy mà mỗi thầy thì chỉ một kiểu, cho nên Phật tử không biết ăn chay làm sao cho đúng. Một cái cách ăn chay rất là bình thường Đức Phật dạy, nhưng mà khi các thầy trình bày lại thì mỗi thầy trình bày một khía cạnh, một góc độ, cho nên là Phật tử cuối cùng cũng không biết ăn chay như thế nào để gọi là đúng nghĩa ăn chay. Tại vì có người cho phép ăn trứng, phải không? Rồi có người cho phép ăn hành, hẹ, củ tỏi. Thì Phật tử thắc mắc hoài, thầy cũng không biết làm sao mà thầy nói, không lẽ bây giờ đi giải thích hoài. Thư ngày nào các Phật tử gửi tới chùa cũng có một vài lá thư gắn liền tới vấn đề ăn chay. Cho nên hôm nay thầy xin phép được nhắc lại những cái chuyện nó cũ, thật là cũ, xưa, thật là xưa. Thì quý vị nào có biết rồi thì cũng ráng nghe, nghe thêm lần nữa. Còn vị nào chưa biết thì chúng ta tìm hiểu về cách thức ăn chay mà Đức Phật dạy qua các kinh điển và sau đó được các vị tổ trình bày lại. Còn các vị thầy giảng sư khác giảng đó thì thầy xin thưa là thầy không có dám đề cập tới. Thầy chỉ xin phép trình bày lại những cái vấn đề ăn chay mà được Đức Phật tuyên nói ở trong kinh điển và trong Tam Tạng kinh điển, ở trong Đại Tạng kinh. Thì quý vị nghe thì quý vị sẽ có một cái nhìn xác đáng về pháp môn ăn chay như thế nào. Vì thầy tin chắc rằng Đức Phật nói thì chúng ta thực tập theo thì chúng ta sẽ đi đến kết quả cao hơn. Cho dù một ai nói mình nghe, mình thấy nó hay, nhưng mà hay nhất và tốt nhất vẫn là lời từ Đức Phật. Có một cái sự việc nó xảy ra đối với lại đời sống của Phật tử tại gia khi ăn chay. Vì người ta cho rằng ăn chay là thước đo của sự tu hành. Điều này chưa hẳn. Tại vì sao? Tại vì ăn chay không có thành Phật. Quý vị phải xác định một cách rõ ràng rằng ăn chay không thành Phật, nhưng muốn thành Phật phải ăn chay.
Tại vì ăn chay mà thành Phật đó thì con bò nó thành Phật trước mình rồi. Phải không? Cả đời nó ăn rơm ăn cỏ. Cho nên mình phải biết ăn chay không thành Phật. Mà muốn thành Phật phải ăn chay là vì sao? Vì muốn thành Phật thì chúng ta phải tu hạnh từ bi. Mà pháp môn để khơi lên lòng từ bi, để nuôi lớn lòng từ bi, ăn chay là pháp môn đầu tiên nhất và dễ dàng nhất. Cho nên muốn thành Phật, chúng ta phải thực tập ăn chay. Đây là một điều rất là rõ ràng. Nhưng mà các Phật tử đó thì sai lầm là cho ăn chay là cái thước đo để đánh giá sự tu hành của mình. Cho nên có một số người đó mới ăn chay được có vài ngày là bắt đầu tưởng mình sắp bước lên tòa sen thành Phật xẹt hào quang rồi. Hãy mở miệng ra, trời ơi sao tôi ăn chay mà tôi khổ như thế này. Trời ơi tôi ăn chay bấy lâu nay mà sao tôi không được bình yên. Ăn chay mà hung dữ như quỷ thì ăn chay làm gì? Phải không? Ăn chay mà sân si nghiệp chướng không có bỏ thì ăn chay nó trở thành phản cảm. Người ta nhìn vô người ta thấy liền. Người ta nói trời ơi cái bà đó bà tu gì, bà hú chứ tu gì. Hoặc là người ta nói là bà đạo đức giả. Quý vị đồng ý không? Cho nên ăn chay nó phải được đánh giá trên bình diện của sự phát tâm. Tức là mình phát tâm ăn chay mới là chính yếu, chứ không phải thấy người ta ăn chay cái ào ào của ăn chay. Bởi lẽ ăn chay ngon quá với lại đỡ tốn tiền. Con mấy vị Phật tử kể thầy nghe mà thầy mắc cười quá. Nói thưa thầy, con cũng đi công quả thầy. Một tuần con đi công quả 6 ngày. Con đi 6 chùa ăn chay, trời phải nói thích dễ sợ luôn. Ăn chùa này chùa kia chùa nọ. Chỉ có ngày Chủ nhật về nhà nấu cơm cho con cái ăn thôi. Không có phát tâm ăn chay. Mà đi chùa ăn chay cảm thấy ngon là tại vì nó lạ khẩu vị với lại cũng đỡ tốn kém. Con mình con nấu ăn nó cực quá cho nên con vô chùa con ăn. Bữa hôm ở chùa thầy đó, ở chỗ đất mới cũng có một vị, không biết có phải Phật tử không, tự nhiên ở đâu chạy tới, thưa thầy con nghe nói chùa thầy làm ở đây con mừng quá cho nên ngày con xin ba bữa cơm. Đúng y chang vậy, ba buổi vô ăn cơm. Cứ 6 giờ sáng đạp xe vô, đúng 6 giờ rưỡi ăn xong, xách gói vòng. Đúng 11 giờ tái xuất giang hồ. Trời ơi, ăn xong tới 1 giờ bấm nút biến. 4 giờ rưỡi tiếp tục xuất hiện. Một ngày đúng 3 bữa. Thật ra chùa không có ngại gì cái vấn đề đó hết. Mình giúp cho người ta ăn chay thì người ta bớt đi tạo nghiệp sát phải không? Nhưng mà làm sao để cho họ phát tâm ăn chay kìa. Chứ còn coi chùa giống như cái quán mà quán miễn phí thì tội nghiệp chùa quá. Xong rồi cũng thấy ngại. Cũng thấy ngại xong rồi gửi cúng chùa 1 triệu. Mà báo trước là ăn 3 tháng. Cái mấy Phật tử nó trời 1 triệu mà ăn 3 tháng thôi tàn mạc rồi. Lỗ, phải không? Lỗ không? Thôi đừng có cúng đi, cứ tới ăn đi. Ăn chừng nào ăn rồi chừng nào cảm thấy ngán rồi đi về. Mắc mớ gì tự nhiên đưa 1 triệu trả tiền cơm. Làm như chùa quán cơm và bao cơm tháng. Mà ăn tháng như quý vị nghĩ coi, tháng có 330 ngàn phải không? Quán nào dám lãnh 3 buổi 330 ngàn? Chỉ có quán chùa thôi. Cái cốt yếu của ăn chay cho bền, ăn chay để tu tập trở thành một pháp môn, đó là sự phát tâm. Phát tâm thật chân chánh thì chúng ta ăn chay chúng ta mới thấy nó an lạc. Chứ còn nếu không, xin lỗi quý vị, ăn chay nhưng mà nhiều khi cũng còn thèm. Thèm không? Không. Làm giọng ngon dữ, trả lời không. Thỉnh thoảng cũng thấy thèm. Tại vì mình mới phát tâm ăn chay mình thèm lắm. Trừ khi nào chúng ta đã ăn chay lâu thì nó không thèm. Quý vị mà nó không thèm là quý vị đã ăn chay lâu rồi. Còn những người mà mới phát tâm ăn chay kìa, nói thiệt thèm tuốt luốt hết. Vì sao? Vì thầy từng ăn chay thầy biết. Mới vô ăn chay cũng thèm chứ. Thèm chứ sao không thèm. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng ăn qua những thức ăn đó. Bây giờ mình nghe cái mùi lại, không biết có thèm không, tự nhiên chảy nước miếng. Theo quý vị có thèm không?
Có thì nói có, mắc mớ gì chối. Mà tu hành theo đạo Phật là đạo như thật. Hễ thèm thì nó thèm, mà không thèm thì nó không thèm. Có một lần quý vị biết á, lúc thầy mới xuất gia đó, thầy có kể quý vị nghe, trước chùa thầy đó là cái tiệm thịt nướng, cái quán nhậu, mà chiều 4 giờ bắt đầu nó dọn ra nó nướng. Mà chiều 4 giờ là mấy thầy công phu chiều ra phía trước đó là cúng thí thực cô hồn. Thầy có mấy người Phật tử cũng cắt cớ, lúc đó hỏi thầy, chú nghe mùi thịt nướng chú thấy thơm không? Hỏi lãng xẹt. À, theo quý vị trả lời thơm hay không? Nói thơm, nói thơm. Thầy cũng trả lời, thầy nói thơm. Thầy mấy vị nói, trời ơi, ông tu hành xuất gia mà ông thấy thịt nướng thơm. Thầy nói, á ngộ không? Thầy đâu có bị viêm mũi đâu. Phải không? Thì mùi nào thầy cũng phân biệt được chứ. Mùi thơm và mùi không thơm thầy cũng phân biệt được. Mắc mới gì tự nhiên thầy tu cái ép cho thầy bị viêm mũi à. Nhiều người khó chịu lắm nha. Gọi là thử đó. Lấy lửa thử coi đốt coi sắc chảy không. Thưa quý Phật tử, có một số tác phẩm và tác giả của những tác phẩm đó lập luận như thế này: ăn chay không phải Đức Phật dạy, mà đây là sản phẩm của Trung Hoa. Tức là khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc đó, rồi các đại sư ở Trung Quốc mới bày ra vấn đề ăn chay. Rồi Phật giáo từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam, cho nên Việt Nam thừa hưởng cái tinh thần ăn chay của người Trung Hoa. Hoàn toàn trong kinh điển Đức Phật không có nói ăn chay, và chính Đức Phật cũng không có ăn chay, bởi vì Đức Phật đi khất thực, dẫn tăng đoàn khất thực, ai cúng cái gì ăn cái nấy. Bây giờ hệ phái Theravada, tức là nguyên thủy Phật giáo, vẫn giữ theo truyền thống đi khất thực này, ai cúng cái gì ăn cái nấy, thì có khi người ta cũng cúng thịt. Cho nên nó trở thành những cái mối nghi ngờ và gây ra tranh cãi giữa hai dòng truyền Phật giáo vào Việt Nam, đó là Nam truyền và Bắc truyền. Và họ đưa ra những cái bằng chứng rất là rõ ràng là có những vị tu theo Nam truyền, tức là Nam tông đó, vẫn chứng được thánh quả. Thì như vậy những vị này ăn mặn chứng thánh quả là sao? Còn thấy những vị ăn chay tu mà đâu có chứng thánh gì đâu à. Nói ra này hơi kẹt, phải không? Không lẽ người ta tu chứng, người ta vỗ ngực tu chứng à? Có không? Không bao giờ có. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói rồi: tu nhi vô tu, chứng nhi vô chứng, thị danh nhi tu, thị danh nhi chứng. Tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng, đó gọi là thật tu, thật chứng. Cho nên quý vị biết, người nào mà vỗ ngực cho rằng mình tu có kết quả cao, tu chứng quả, thì mình biết ngay căn cứ trên Phật giáo mà lời Đức Phật nói ra chính thống, rằng người đó là đại vọng ngữ. Quý vị nhớ ha, tại vì cái trường hợp bây giờ nó xảy ra nhiều lắm. Tự Phật tử mình á, tôn sư phụ lên, rồi tôi sư phụ tôi là nhất, sư phụ tôi là giỏi, sư phụ tôi là chứng quả, là có huệ, là xẹt hào quang, là thế nào cũng được giảng sanh, sẽ lưu xá lợi. Xin thưa, tất cả những điều đó ở trong Phật giáo gọi là hí luận, tức là nói chơi, nói đùa cho vui thôi, chứ nó không phải là dấu mốc để đánh giá rằng mình tu chứng quả. Có người nghi ngờ rằng ngày xưa Đức Phật đi khất thực cùng với chúng tăng, cho nên đâu có ăn chay. Mà Đức Phật đã không ăn chay, không lý do gì bây giờ bắt buộc ăn chay. Đây là điều mà chúng tôi được nghe một vị tăng sinh nói. Chúng tôi có dạy một lớp học, thì chúng tôi đưa ra vấn đề ăn chay, thì cái vị đó lên thảo luận phát biểu, nói là ngay cả thời Đức Phật cũng không ăn chay, thì không có lý do gì bắt buộc tụi con bây giờ phải ăn chay. Thầy mới nói là bây giờ con ơi, con không ăn chay thì cái chuyện đó cũng không có ai ép con hết á, con muốn ăn cái gì con ăn, nhưng mà con ăn cái gì mà nghiệp con nó nhẹ thì con nên ăn, con ăn cái gì mà lòng con thanh thản thì con nên ăn.
Giống như thí dụ như bây giờ con đó có ai tới xẻ thịt con ra lóc miệng nhúng muối đem lên nướng, con thấy đau lòng không? Thấy đau đớn không? Rồi người thân con thấy như thế nào? Thì chúng sanh nó cũng tham sống sợ chết, nó cũng sợ đau đớn, nó cũng khổ sở y như vậy. Đằng này chọc tiết nó rồi pha ra đủ thứ, rồi lấy thịt rồi chặt đầu chặt đồ, làm đủ thứ hết. Chúng tôi nói thẳng với vị thầy đó là con muốn ăn cái gì con ăn, đâu có ai bắt buộc. Nhưng mà ít nhất con tu theo Bắc truyền Phật giáo, con phải tuân thủ theo những nguyên tắc của Bắc truyền Phật giáo. Phải không? Nước thì có phép nước, nhà thì có quy củ của nhà, thì chùa nó cũng có luật lệ của thiền môn. Đâu phải muốn vô làm cái gì là làm, không có làm lộn xộn được. Muốn ăn mặn thì cứ ở nhà mà ăn. Nó tu theo đời sống tại gia, ăn mặn cũng đâu có ai ép mình, đâu có ai bắt mình là tu tại gia làm cư sĩ mà ăn chay đâu. Tại vì sao? Vì mình ăn chay mình cảm thấy an lạc thì mình mới ăn được. Còn mình ăn mà mình bị bắt buộc thì khổ sở vô cùng, khổ sở lắm. Cho nên với cái lý luận đó là hoàn toàn không đúng. Nếu mình đem tâm phàm phu của mình mà mình đi trắc lượng với lại cái tâm từ bi của bậc thánh đã giải thoát, và nhất là đối với Đức Phật, thì điều đó hoàn toàn không chính xác. Huống chi đối với kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa thì chúng ta không thể nào hời hợt mà cho rằng đó không phải là điều của Phật nói. Tại vì bây giờ cũng có một số vị đó cho rằng những cái bộ kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa đó không phải của Phật nói mà đời sau nói ra. Vấn đề này nguy hiểm vô cùng. Đó là phá kiến, đó là phá Phật pháp. Đức Thế Tôn nêu rõ những nguyên nhân đưa tới khổ đau và chỉ cho chúng ta những phương pháp để giải trừ khổ đau, phải nói rất là hợp tình, hợp lý, hợp với căn cơ, hợp với thời đại, để giúp cho mọi người có thể tìm được sự giải thoát đích thực trong cuộc sống này và nhận ra những sai lầm của mình. Thí dụ như trong kinh Ương Quật, tức là có bộ kinh gọi là kinh Ương Quật Ma, thì Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo không được dùng huyết nhục để làm thức ăn của mình. Huyết nhục tức là máu thịt. Quý vị tra Đại Tạng Kinh ra sẽ có bộ kinh Ương Quật Ma. Đức Phật nói rất là rõ ràng. Cho nên người học Phật mục đích duy nhất đó là để sao chúng ta có thể hiểu rõ được chân lý qua lời của Đức Phật dạy. Từ cái chân lý đó chúng ta đã được hiểu rõ, bắt đầu chúng ta thực tập. Đây là một quá trình không thể nào thiếu được đối với tất cả những người học Phật của chúng ta trong thời đại ngày nay. Một cái thời đại mà quý vị thấy mình đã đi qua những gian khó, những khổ sở nhọc nhằn, đời sống kinh tế khá hơn và tinh thần chúng ta được chăm sóc kỹ hơn. Mà khi tinh thần được chăm sóc theo kiểu trăm hoa đua nở hiện tại đó, quý vị rất là khó biện biệt đâu là chánh, đâu là tà. Và người nào dạy chúng ta tu đúng với tinh thần của Đức Phật và người nào dạy cho chúng ta theo tinh thần của tà môn dị đạo, khó phân biệt lắm. Ngày xưa Ma Ba Tuần còn hóa hiện ra làm Đức Phật mà chính Tam Tổ U Ba Cúc Đa còn không nhận ra. Tức là không nhận ra. Đó là Ma Ba Tuần hiện ra đúng y như Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo đi ở bên bìa rừng, và ở bên đây Ngài U Ba Cúc Đa phải quỳ xuống đảnh lễ. Tại vì thấy bất chợt hướng về Đức Phật bằng cả lòng cung kính. Nhưng mà Ma Ba Tuần làm sao mà nhận được cái lễ bái của tổ, đâu dám, cho nên phải hiện lại làm nguyên hình là ma vương. Cho nên quý vị biết ma và Phật khó phân biệt lắm, rất là khó phân biệt. Chúng ta phải có một cái công phu hành trì và có một cái niềm tin xác quyết vào chánh pháp. Qua một thời gian thực tập chúng ta mới có thể nhận định ra được. Chỉ có mỗi một vấn đề ăn chay thôi, quý vị đã thấy nó khổ sở như thế nào rồi. Ăn chay xin phép được định nghĩa với lại các vị là ở trong luật dùng chữ đó là trai thực. Trai
là thanh tịnh. Cái nghĩa của chữ trai hoàn toàn có nghĩa là thanh tịnh. Cho nên chúng ta không có thể nào dùng cái chữ ăn chay đó đó là cái kiểu ăn lạc được. Tại vì cái chữ thanh tịnh này đó, cái chữ trai này được dịch từ chữ Obavasatha. Tiếng Phạn đọc là Obavasatha, thì Trung Quốc mới dịch cái chữ Obavasatha này thành cái chữ trai, có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh. Mà có một số người cho là tố thực tức là thức ăn nguyên chất. Tố thực là thực phẩm nguyên chất, nó không có pha tạp cái gì hết. Nhưng mà không pha tạp sao được? Thí dụ như mình luộc rau cũng phải bỏ một tí muối ăn, phải không? Chứ bây giờ mình luộc nó lạc nhách lạc xèo vậy ăn sao được, nuốt sao trôi. Cho nên nó không còn là nguyên chất nữa, nguyên phẩm của cái thực phẩm đó nữa. Cho nên dịch tố thực là không có đúng. Người ta cho rằng ăn chay là ăn thanh đạm, không có ăn thịt cá, không có ăn những cái thứ mà có máu, cho nên ăn tôm khô được, ăn ốc được. Tại vì thầy có đọc một số sách mà được viết từ khoảng thập niên 50-60 đó, là có một số chùa ăn chay mà ăn tôm khô được. Phải không quý vị, nhớ không? Những bác Phật tử lớn tuổi nè, nhớ hồi xưa có một số chùa mà mấy năm, năm 1950 mấy 60 á, tức là có một số chùa đó là ăn chay vậy đó, tức là ăn ốc được nè, ăn trứng được nè, ăn tôm khô được nè, rồi ăn khô được, ăn hào được, tức là không có máu. Không có máu là dứt láng hết. Không có đúng. Ăn thanh đạm, ăn thanh tịnh, tức là chúng ta không có dùng những thức ăn mà có máu, rồi bằng sự sống, bằng thân phần của chúng sanh, cho nên sữa người ta còn không uống. Ăn chay đúng phép là sữa cũng không uống. Tại vì nó vắt sữa cũng là một phần của cơ thể chúng sanh. Quý vị coi những cái đoạn video clip mà nó quay lại cái cảnh mà người ta vắt sữa bò đó. Thầy nghĩ rằng quý vị xem xong sẽ không bao giờ dám uống. Nó đau đớn vô cùng cho con bò. Phải nói nó vắt sữa xong là con bò đã hết sức gục xuống. Thì có nhiều người nói bò này là bò sữa, nếu mà không vắt sữa là sữa đó nó cũng biến mất, rồi nó uổng phí đi. Cho nên nuôi bò để lấy sữa. Thấy tội nghiệp ghê. Vắt sữa con bò xong là con bò nó chết. Nó không có chết mà nó cũng kiệt sức nữa. Mình thấy như thế nó tổn lòng từ bi quá, phải không? Đó. Con ếch là cái con mà chúng ta chặt đầu nó là thấy cái hình ảnh nó đưa tay lên đỡ dao là rõ ràng nhất đó. Như mình vậy đó, người ta nắm mình, ta đè mình xuống, người ta chặt tay chặt chân mình chịu được không? Nhiều người nói thầy nói thấy gớm quá. Cái con ếch, con nhái, con cá thì làm được, tự nhiên con ngựa mà thầy đi so sánh với mấy cái con thú đó, đè ra mà chặt đầu chặt tay chặt chân đó, rồi giật móng lột da ra đó, nói nghe gớm quá. Nhưng mà về sự giải thoát và nghiệp chướng khổ đau, mình với con thú bằng nhau, đồng là chúng sanh, nhưng nó nghiệp nặng hơn, cho nên nó làm súc sanh chịu trong cảnh trầm luân. Cho nên chúng ta ăn những thức ăn không có sự cay nồng của thịt, máu và các thực phẩm khác. Ví dụ như cay nồng như là tỏi, hẹ, đồ vân vân, thì ở trong Bồ Tát Phạm Võng nó nói năm thứ hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ, tức là năm thứ thực phẩm nhưng mà mang cái tính chất là nồng. Và cái nồng này là nó kích dục, cho nên là chúng ta ăn chúng ta nên hạn chế và tuyệt đối không có dùng. Cho nên ăn chay không hoàn toàn, với lại xuất phát từ nguyên thủy của nó là ăn những thức ăn mà không có máu, quan điểm đó chưa có đúng. Mà thức ăn này không phải là từ nguồn gốc bằng thực phẩm nơi thân phần của chúng sanh, sinh mạng của chúng sanh, nỗi đau khổ nhọc nhằn của chúng sanh. Phần đông chúng ta chỉ hiểu đại khái ăn chay là để tập cho tánh đết của mình nó hiền lương, hoặc giả là ăn chay để vượt qua được tai nạn, phải không? Bây giờ có thêm ăn chay để
thi đậu. Có người ăn chay để cưới được con mắm đó. Có một em Phật tử đó, nó đi tới chùa thầy, tức là nó thương cái cô bé đó mà gia đình nó phản đối, thế là nó phát tâm ăn chay. Nó nói bữa nay con tới thì chứng minh cho con phát tâm ăn chay trường. Thầy hỏi phát tâm ăn chay trường để làm gì? Để thuyết phục gia đình con chấp nhận bạn gái con. Thầy nói trời ơi vậy mà ăn chay kiểu này là quen ố cái pháp môn ăn chay rồi con. Người ta ăn chay để lòng người ta mở ra, để người ta từ bi, người ta thương chúng sanh. Còn con ăn chay để lấy vợ thì thôi chết rồi, phải không? Nó tới nó nói tỉnh bơ vậy, con phát tâm ăn chay thầy chứng minh giùm. Ở thầy quý vị, thầy có chứng minh cho nó không? Thầy đâu có rảnh đâu, thầy để chứng minh cho nó ăn chay để cưới vợ. Thầy nó ăn chay để tu tập thì thầy chứng minh liền. Tự nhiên ăn chay để cưới vợ mà cả gia đình con không đồng ý thì con phải xét lại con bạn gái con như thế nào, rồi từ từ mình tìm một giải pháp khác. Chứ còn này ăn chay để làm reo, phải không quý vị? Ăn chay để làm eo, làm sách, làm mình, làm mẩy thì không có vụ án đó đâu con. Thầy không có rảnh đâu. Nó nói thầy tu không từ bi. Thầy nói từ bi cái gì? Con suối thầy ra làm chứng để cho hai đứa mày nhào nhào vô để làm chuyện sanh tử, tự bi gì, phải không? Trời ơi, gật độn cái hai đứa nó dắt tay nhau về miền sanh tử rồi thôi chết. Cho nên bây giờ có nhiều vụ án ăn chay lạ lùng lắm. Ăn chay để trúng số nữa, ăn chay để tai qua nạn khỏi. Mà quý vị biết có một số người có khi là quy y Phật rồi, ăn chay để có cơ hội sau này dự hội Long Hoa Đức Phật Di Lặc ra đời. Không có cần phải đặt ra những cái điều này. Sống hiện tại mình biết hiện tại được rồi, phải không? Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Các vị tổ đã khai thị chúng ta rồi, chúng ta giữ trong cái giây phút hiện tại để mình tu tập. Vì sao? Vì mình tu tập trong hiện tại, đó là nhân tốt để đưa đến quả trong tương lai. Đằng này mình còn tính làm gì nữa? Mình biết chắc rằng ăn chay nuôi lớn lòng từ bi, sau này chúng ta sẽ không bị người khác làm khổ đau, và gặp nhiều cái nhân duyên người ta trải lòng từ bi ra để nâng đỡ mình và để giúp cho mình. Thì chúng ta không cần phải tính tới tương lai, tính tới cái này cái kia nhiều quá. Tất cả những giai thoại, những truyền thuyết đó chẳng qua chỉ gượng ép thôi. Rồi cuối cùng chúng ta chỉ lay lất một giai đoạn trong đời người. Sau đó sự việc nó thay đổi thì liệu mình có ăn chay nữa không? Thí dụ như cái thằng đó, nếu như nó cưới được nhỏ đó là nó có ăn chay nữa không? Ăn chay để mục đích lấy vợ thôi, nhưng mà lấy được vợ rồi cho lên đường khỏi ăn chay. Thầy chứng kiến nhiều người rồi. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta ăn chay với một mục đích rất là cao thượng. Mục đích thứ nhất, đó là vì lòng thương xót chúng sanh. Quý vị nhớ, chúng ta phát tâm ăn chay với mục đích thứ nhất, đó là vì lòng thương xót chúng sanh. Vì tất cả các chúng sanh, nếu mà nó có sự sống, nó đều biết đau đớn, buồn khổ và ham sống, sợ chết giống y như chúng ta. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, có một số người bế tắc túng quẫn quá lại muốn chết. Thí dụ như con cái nó quậy phá quá chịu không nổi. Có nhiều bác Phật tử nói thưa thầy, bây giờ con chỉ muốn chết thôi, chứ con không có muốn sống nữa. Rồi có nhiều khi rồi chúng ta lâm vào những cảnh tình người kia phản bội, cho nên là mình đâu có muốn sống, phải không? Người đi một nửa hồn tôi chết. Nó rảnh dễ sợ người ta đi cái nó chết rồi. Nhất là mấy gì còn nhỏ nhỏ đó, mấy đứa con đó có chết không con? Người kia ra đi một nửa hồn con có chết không? Thì còn lại một nửa sai, vậy mà một nửa kia cũng bỗng dại khờ. Trời ơi, quá rảnh. Một nửa thì để chết, còn một nửa để dại khờ. Rồi không biết sống làm sao đây? Hả, mấy đứa con còn trẻ trẻ nè, có dại khờ không? Một nửa hồn có dại khờ khi người kia ra đi không? Có. Thôi phát tâm ăn chay đi con, để người kia ra đi một nửa con không có dại khờ. Vậy mà cũng có mấy em Phật tử nó viết thư tới, nó nói thưa thầy, con nói thiệt với thầy, con phát tâm ăn chay một năm. Hỏi tại sao?
con chia tay được với cái thằng quỷ đó, nó đèo con mấy năm nay con mệt gần chết, nhưng mà không biết cách nào con dứt ra. Tự nhiên bây giờ nó có bồ khác, con mừng quá là mừng, con phát tâm ăn chay để tạ ơn trời Phật. Không lấy được cũng ăn chay, mà bỏ được cũng ăn chay. Tại thấy cái pháp môn ăn chay này thấy tội nghiệp quá. Ở đây chúng ta là vì thương xót chúng sanh, chúng sanh nó đau khổ, đau đớn dữ lắm. Khi chúng ta lấy thịt nó, lấy sinh mạng nó làm thức ăn cho mình, nó ham sống sợ chết y như mình, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt là mình túng quẫn quá mình muốn chết thôi, chứ không có ai mà muốn chết. Con kiến nó còn có đức hiếu sinh, tức là nó còn muốn sống, thì con người tại sao lại muốn chết? Mà mình chết mình có giải quyết được nghiệp không? Không, chẳng qua chỉ tạm dừng chân thôi, nhưng mà con đường vẫn phải đi tiếp. Đoạn đường đó phải đi nữa, phải đi cho hết, phải không? Đằng này đi không hết, dừng lại đã bắt đầu xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Quỷ này nó còn rảnh ớn hơn mấy đứa kia nữa. Đoạn đường sanh tử chúng ta đi phải đi trọn vẹn, bây giờ chúng ta dừng lại chúng ta cũng sẽ phải đi tiếp. Cuộc sống của chúng ta kết thúc lại cũng chỉ để tạm dừng thôi. Chúng ta chọn giải pháp này không được, mà mình tự giết chết mình là có phạm giới không? Có không? Có. Tự giết mình cũng là giết người, phải không? Dẫn mắc quả báo. Nhưng mà theo quý vị thì mắc quả báo gì? Mình tự giết mình mắc quả báo gì? Không biết. Thí dụ người khác giết mình thì mắc quả báo là sau này người đó bị người khác giết lại, phải không? Còn mình tự giết mình thì mắc quả báo gì? Mình bị bức tử. Sẽ mắc quả báo mình bị bức tử, tức là bị người khác bức tới đường cùng và chết. Cho nên đừng có dại dột mà tự mình kết thúc nha. Nhưng mà trước khi kết thúc đời sống của mình đó, cũng phải kiếm thầy rồi giao lại sổ ngân hàng, đưa di chúc cho thầy rồi muốn chết kiểu gì đó chết. Mình bị đứt tay một chút mình còn đau, phải không? Vậy mà đè người ta ra, nhổ lông, cắt cổ, rồi chê máu đen, máu đỏ nữa. Cắt xong mà còn bỏ đậu xanh, bỏ nếp, bỏ gạo vô nấu lên, rồi chấm muối ăn, ăn rồi chê. Trời ơi, thầy thấy sao tội lỗi quá. Đó, vậy đó mà mình đâm, chém, đập, thiêu, xẻ ra, rồi nướng nó, rồi lột da, rồi còn chê. Chê mập, chê ốm, chê dai, chê bở. Chê xương nhiều, xương ít. Có không quý vị? Ở quê thầy miền Tây là xứ cá, quý vị biết không? Có nhiều người đó nấu ăn cho đã, rồi chê xương nhiều, xương ít, rồi ăn ăn thịt người ta cho đã, rồi mắc xương, xương mắc cổ trong họng, rồi trở lại sân si với con cá. Quý vị thấy vô lý không? Có cái bác đó, quý vị biết. Thầy không hiểu tại sao á, mắc xương cá là cái chuyện nó rất là dễ, là tại vì cái xương nó nhỏ. Đằng này ông mắc cổ xương gà. Thầy không hiểu sao ông ăn cái xương gà mà mắc cổ, mà cuối cùng phải mổ, phải mổ để lấy cái xương ra. Mà ông già rồi, ông bị tiểu đường nữa, cho nên mổ lấy cái xương ra xong rồi ông không có bao lâu ông cũng chết. Mà ông quán hận con gà, ông thù con gà, mà thầy không biết làm sao mà ông ăn mắc xương. Thì có một lần thì thầy hỏi thăm, thì mấy người con nói là tại vì ông rụng răng hết rồi, mà ông thích ăn xương. Ông nhai, cái nghiệp vậy đó, thích nhai xương, bắt con cái phải đập xương ra cho dập dập để ông hút cái tủy ở trong ăn. Trời ơi, thầy thấy tội lỗi quá. Đó, hút được miếng tủy, mắc miếng xương vô đây rồi mổ ra rồi chết. Sau mà quán hận con gà, rồi ông chết, ông khẹt khẹt giống y như con gà vậy đó. Khẹt gì mấy tháng gì mới chết. Mỗi lần khẹt cái nó trào máu ra, máu nó thành bọt, y như cắt cổ con gà vậy đó. Nó quỳ chắc lưỡi, nhưng mà gặp gà xé phai cũng thích. Cho nên chúng ta phát tâm từ bi, thứ nhất vì thương xót chúng sanh, không thể nào chúng ta an nhiên tự tại mà ăn uống vui vẻ trên nỗi khổ đau vô hạn của chúng sanh. Chính mình bị tai nạn một chút mình còn đau đớn, còn khóc thương, còn sợ hãi. Rồi người thân mình, thí dụ như là bị chết một cách oan ức, hoặc là bị người khác làm tình làm tội khổ sở, chúng ta còn oán hận những người kia nữa.
Như thế tại sao chúng ta làm cho chúng sanh phải đau thương, tan tóc, khổ sở, bị chia ly cùng quyến thuộc của nó? Thầy nhớ hồi nhỏ đó, có một cái anh ở xóm thầy, ảnh bắt con cá, con cá lóc mà nó đẻ con ra, nó dẫn bày cá con cá lòng ròng đó, quý vị nhớ không? Ảnh bắt được con cá mẹ, ảnh nhốt vô trong cái đó kêu bằng cái gì quên này, cái nó đan bằng tre để bỏ vô cái lợp, không phải cái lợp, không, cái nơm là nó chụp xuống nó bắt. Thời nhỏ thầy cũng có đi nơm bắt cá, nhưng mà thò tay xuống đụng cá, rút tay lên, không dám bắt con cá. Cái gọng kêu bằng cái gì đó, cái rọ hả? Cái rọ là bắt heo. Tự nhiên thầy quên tên mất tiêu rồi. Nó lợp bằng tre, nó đang dài dài đó, bỏ con cá vô đó. Thôi cái gì kệ nó đi, đại khái là cái đó là bắt con cá. Mà quý vị biết á, khi nhốt cái con cá lóc mẹ vô trong đó, chính kiến thầy thấy nè, nguyên một bầy lòng rồng nó cứ lội xung quanh cái chỗ đó hoài. Trời ơi, thầy thấy đau lòng làm sao đó. Cái ổng vừa quay lưng đi á, thầy mở cái đó ra, thầy thả con cá. Thầy vừa thả con cá xong, cái ổng quay lưng lại, ổng thấy thầy, ổng nói sao mày thả con cá tao. Ổng la liền á, thầy nói thấy mấy đứa con nó tội nghiệp quá, thả ra. Ổng đá thầy rớt xuống dưới hầm. Trời ơi, thầy khóc quá trời là khóc. Thầy nói ông là ác đức, ông chia rẽ mẹ con nó. Hồi nhỏ thầy không có biết tu gì, lúc đó chừng 5-6 tuổi thôi, mà thấy người ta đi nhấp cá lóc cũng chạy theo coi, khoái lắm. Thế nào thầy cũng bị cộng nghiệp với ông. Tại vì hoặc tự giết, hoặc bảo người xác khác giết, hoặc là thấy người khác giết mà vui theo. Thầy là tùy hỷ giết người khác giết. Nếu không tùy hỷ sao chạy theo coi, coi còn chạy tới nữa, trời ơi con cá lóc bự quá. Cái nghiệp nó lớn vậy đó. Thấy người ta bắt được con cá mừng lắm, tới khi thấy cái bầy cá lòng ròng con nó chạy theo đó, thấy tội nghiệp. Mà quý vị biết ác lắm, bắt con vịt con, móc vô để con vịt nó bơi 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 bơi, con cá lóc nó thấy gì nó bay lên, nó táp con vịt, nó tưởng con vịt ăn thịt con nó, thì nó táp dính nhầm cái lưỡi cầu. Quý vị thấy ác dễ sợ không? Nó sau này thầy gặp ổng, mà ổng bắt cá hay lắm, quý vị biết, đi câu lương câu đồ, nó câu cá nữa. Thầy nói với ổng á, thầy nói hồi nhỏ ông bắt cá, ông móc ha, móc á thế nào cũng mắc quả báo, là người ta sẽ móc vô cái miệng ông cho coi. Ông nói ông tu hành gì mà ác mờm ác miệng, ông rủa xả người ta vậy. Thầy nói trời ơi, quả báo thôi, ông móc miệng cá thì thế nào người ta cũng móc miệng ông. Mà đúng thiệt các quý vị biết. Ông đi khơi khơi vậy, tự nhiên đi ngang cái dướng cái sợi dây kẽm. Ở trong cái nhà nó móc ra sợi dây kẽm nó mềm như vậy, mà không biết sao nó móc vô cái môi, ông nó giật ra tét đường. Vậy mà làm độc, quý vị biết, rất làm độc, thịt ông độc mà. Phải đi mổ, đi xẻ vậy, cái mai lại, người ta sức môi hàm trên, ông sức môi hàm dưới. Thầy nói đó, móc miệng cá lóc, cho nên bị quả báo, không có chạy đâu cho khỏi hết. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nuôi lớn lòng từ bi, quý vị biết, không hề xê chạy. Mình phải thương xót những cái loài chúng sanh đó. Có nhiều người nói mình không ăn, con thú nó tràn đầy mặt đất hết rồi, chỗ đâu mình ở. Có nhiều người nói thầy vậy đó. Thầy nói nếu mà nó tràn thì nó tràn từ xưa tới giờ, trước khi con người mà lấn đất của nó rồi. Tại vì nó thể sống thì nó phải chết, phải không? Nó tự sinh ra thì nó phải tự diệt, tại vì đó là định luật. Nó cũng bị con khác ăn, hoặc giả là nó tự chết do bệnh tật, hoặc giả là nó già quá nó cũng chết. Đằng này lo dễ sợ, lo con thú nó sống tới khi mà nó tràn đầy mặt đất hết, nếu mình không ăn thịt nó, lo ghê vậy. Còn mình thì tạo tội đầy mặt đất hết, không tính. Thưa cùng đại chúng, trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy cho Đại Huệ Bồ Tát một đoạn kinh nói về ăn thịt chúng sanh. Thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe đoạn kinh này. Nói có sách mách có chứng à, chứ không có nói khơi khơi được. Trong kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn dạy như thế này: Này Đại Huệ Bồ Tát, những người ăn thịt đoạn hết hạt giống đại từ, ta xem chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, đời đời làm cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái lẫn nhau. Chúng sanh ăn thịt nhau toàn là ăn thịt lục thân quyến thuộc của mình. Nếu loài hữu tình mơ màng không biết, thường sanh lòng giết hại, làm cho nghiệp khổ thêm lớn, khiến nên mãi mãi bị lưu chuyển trong đường sanh tử,
không bao giờ được thoát ly. Kẻ không ăn thịt sẽ được vô lượng công đức tụ. Nếu tất cả mọi người không ăn thịt thì không ai giết hại chúng sanh. Do có người ăn thịt tìm hỏi để mua nên mới có kẻ vì cầu tài lợi giết chúng sanh để bán. Cho nên kẻ ăn thịt cùng người giết chúng sanh để bán thịt, cả hai đều có tội. Mà quý vị biết rồi, Đại Huệ Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát thượng thủ đứng đầu về trí tuệ. Trí tuệ rất là lớn. Mà Đức Phật nói ngay với Ngài Đại Huệ Bồ Tát, vị Bồ Tát này có trí huệ đứng đầu, mà Đức Phật nói rõ ràng rằng người giết chúng sanh để bán thịt và người mua thịt, cả hai tội bằng nhau. Có nhiều người mua thịt đó, nói bây giờ con không mua thì người ta cũng làm thịt, người ta bán cho người khác, phải không? Tức là mình không mua thì cái người đó cũng tạo nghiệp. Cho nên con mua để con ăn thịt là để con sống, để con khỏe, để con tu tập thôi. Nói như thế thì chưa có đúng. Tại vì không ăn thịt chẳng lẽ là những người ăn chay rồi chết hết ráo hay sao? Ta cũng khỏe mạnh vậy. Và lý do thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta ăn chay, đó là tránh ác báo của nghiệp sát sanh. Bởi vì con người ta vì tham một miếng ngon cho nên mới tạo nghiệp sát hại. Do vô minh che lấp, không hiểu được lý nhân quả, cho nên gây ra tất cả những nghiệp sát, đưa đến khổ đau cho tất cả chúng sanh. Thì mình gây nhân nào, chúng ta sẽ thọ lấy quả đó. Theo lý nhân quả ở trong kinh thì người tạo nghiệp sát chắc chắn sẽ đọa vào cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là tự mình giết, hoặc là xúi bảo người khác giết, hoặc là thấy người khác giết mà vui theo. Cả ba tội bằng nhau. Theo tinh thần của Bồ Tát là chúng ta gây ra cái nhân giết, hoặc là tạo duyên giết, hoặc là phương tiện cho người khác giết, tất cả cũng đều tội bằng nhau hết. Nói kiểu này chắc mấy người mà đang lưới đang chài rồi chắc không có dám. Bây giờ nó có cả một cái công nghệ, nó dệt lưới để cho người ta đi bắt cá. Quý vị thấy những người đó giàu không? Giàu, giàu lắm. Nhưng mà rồi của biển cũng phải trả lại cho biển, của đại dương cũng phải trả về cho đại dương. Thầy biết có những gia đình Phật tử của chùa thầy đó là làm nghề biển ở Phước Tỉnh, Phước Hải, họ giàu có lắm. Thầy nói thôi dừng lại đi con, dừng lại được rồi. Họ có cả một đoàn ghe, quý vị biết. Họ không đi bắt cá nữa, bây giờ họ bán hết ghe, họ đem, họ làm qua cái nghề bán lưới. Mình không bắt cá, mình bán lưới cho người khác bắt, nó còn tổ cha người ta bắt nữa, xúi người ta đi bắt, phải không? Thầy nói thôi con ơi, thôi chết à, cái này không có được, thôi ngưng đi. Bây giờ không có thiếu nợ, thiếu nần, ai có nhà cửa rồi, thì bây giờ già cả thôi lo ngồi niệm Phật, ăn chay mà làm gì. Nó trội thầy đang làm ngon lành vậy, mai mốt đâu có làm được đâu, chừng vài bữa thôi. Không chịu. Thực chất bây giờ làm đâu nó cũng thua đó rồi, gây ra bệnh tật. Rồi bệnh tật một lần tốn biết bao nhiêu tiền. Rồi con cháu nó phá của, rồi nhà cửa gặp cái gì đâu không. Thầy nói rồi, của đại dương trả là đại dương. Rồi một cái số ghe đó đưa cho con cháu mình bán cho nó, nó chưa trả tiền là bị chìm, rồi bị bắt nó. Rồi cũng không có lấy tiền được. Rồi bán lưới cho nó không bắt được cá, rồi nó lấy gì nó trả, phải không? Tàu cũng bể, cũng bị người ta bắt, rồi chìm, rồi đâu có tiền trả, cuối cùng cũng tiêu hết. Cho nên chúng ta tránh được nghiệp sát sanh thì nó sẽ giảm bớt nạn binh đao. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói như thế này: tội sát sanh có ba bậc thượng trung hạ, nghiệp sát bậc hạ là giết từ loài kiến cho đến loài bàn sanh. Người tạo tội này phải đọa vào tam đồ, chịu sự khổ về bậc hạ. Tại sao thế? Bởi loài nhỏ dù là con kiến, con muỗi, nó cũng có chút căn lành, nếu giết nó thì phải chịu tội báo. Nghiệp sát bậc trung là giết từ phàm phu trong loài người
cho đến bậc A-na-hàm. Người tạo tội này phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và bàn sanh, chịu khổ vô cùng. Nghiệp sát bậc thượng là từ giết cha mẹ cho đến bậc A-la-hán Bích Chư Phật. Người tạo tội này phải đọa vào đại địa ngục A-tỳ, chịu khổ vô lượng vô biên kiếp. Đây là nguyên một đoạn kinh được chép ra ở trong kinh Niết Bàn. Mà quý vị thấy Đức Phật nói thì không thể nào sai chạy. Một con kiến, con muỗi nó cũng có tánh biết, và nó cũng là một vị Phật ở tương lai. Nó tạo nghiệp nặng cho nên phải đọa làm cái con thú như thế, đi hút máu người khác, và mạng sống của nó lại ngắn ngủi, lại mong manh. Từ cái con ruồi, con kiến, con nhỏ đó, chúng ta tạo nghiệp sát đối với nó, chúng ta cũng mắc quả báo. Chính bản thân thầy cũng thấy khó mà tránh được. Nói thiệt, con kiến mà nó cắn thầy là thầy tức lắm. Thầy bắt ra, quý vị biết không, mặc dù thầy bắt ra cho nó sống nhưng mà thầy cũng tức dữ lắm. Có cái bác đó tới chùa thầy, quý vị biết chùa thầy là ở nông thôn mà, cho nên cây cối nhiều, muỗi nhiều, đầu mùa mưa là muỗi nhiều lắm nè. Bà tới mà bà đập muỗi bóp bóp trước mặt thầy à. Thầy nói bác đập chi vậy? Bà nói ai biểu nó cắn con chi? Nó cắn đau là con đập nó, nó hút máu con là con đập nó lại, con lấy máu nó lại. Trời ơi, bà hung dữ dễ sợ. Bà nói nó cắn con cho nó cắn mà, nhưng mà với điều kiện cắn không được đau nha. Mày cắn đau thì mày phải chết. Bà nói mà bà nghiến răng vậy. Bà nói mày cắn đau là mày phải chết, mà bà đập một cái bóp vậy. Thầy nói á, không biết nó có chết không, chứ thầy thấy là ngay chỗ đó nó in dấu 5 ngón tay rồi. Phải không? Đập một con muỗi kèm với tâm sân si như vậy, quý vị biết nghiệp chướng nó nặng cỡ nào không? Nặng vô cùng. Cắt cổ một con gà, bán cháo gà, chẳng qua chỉ vì mưu sinh. Tội nó còn nhẹ hơn là đập một con muỗi mà đập cho mày chết nè. Trời ơi, đập mà còn đập mà đè bẹp nó xuống cho máu nó xì ra, có lấy lại giọt máu đó không? Không, mà cũng đập. Cái nghiệp sát nó lớn lên từ ở cái chỗ phát thêm cái tâm sân si nè. Cho nên quý vị thấy đó, chúng ta vì sợ tránh quả báo sát sanh, cho nên chúng ta không tạo nghiệp sát. Quý vị biết lạ lùng lắm, mới thấy được cái nghiệp sát của mỗi người. Hồi đó đó, ở Đại Tòng Lâm, các thầy học nội trú năm 90 đó, đi làm cái gì cũng đi cả đoàn vậy, các thầy mười mấy hai chục thầy. Rồi đi vô rừng chặt cây, chặt cây, chặt củi vậy làm. Mà quý vị biết không, ở trong rừng ở miền Đông nó thường hay có con gì? Đúng rồi, con dắt. Con dắt nó còn ghê hơn con đĩa nữa, nó hút máu. Vậy mà trong cái tổ của thầy đi, không ai bị, có mình ông thầy đã bị dắt cắn. Rồi xong đi xuống ruộng làm, không ai bị đĩa đeo, có mình ổng bị đĩa đeo. Rồi đi xuống dưới biển tắm á, không ai bị cá cắn, có mình ổng bị cá cắn. Tức là con mình ổng mà ổng đi đâu cũng bị á. Thầy nói liền, thầy nói ông này đời trước làm đồ tể, cho nên là đời này gặp con gì nó cũng xử ổng hết. Mà quý vị biết á, lạ lùng lắm. Tới giấc trưa đó mấy thầy mệt ngủ, văn võng ngủ ở trong rừng cây á, rừng tràm á. Thì trong cái gốc cây, một cái gốc cây đó là văn nhiều cái giọng lắm. Tự nhiên cái ổ kiến vàng trên rớt xuống trúng ngay ổng, nó buông nó cắn ổng. Người ta kế bên nó không rớt, nó rớt ngay trúng ổng thôi. Rồi ổng ăn á, ổng ăn bánh kem á. Có một lần đi với thầy đi ra nước ngoài đó, quý vị biết mùa hè đó, ổng ăn cái bánh kem không biết ổng ăn kiểu gì, nguyên cái bầy ong bù vô chích cái mỏ ổng phù lên. Không ai bị, có mình ổng mà. Người ta ngồi nguyên nhóm, các thầy ngồi vậy, tự nhiên bầy ông bu vô chích ổng. Trời ơi, cái miệng của ổng nó kênh lên, dãnh lên, nhìn thấy thấy thương lắm. Mà ổng không chịu, ổng nói không có, tôi không có tạo nghiệp sát, chẳng qua là tại vì tôi với mấy chúng sanh này có duyên thôi. Mình biết ngay cái người đó là cái người tạo nghiệp sát rất là nhiều đối với những chúng sanh này, cho nên bây giờ nó chiêu cảm tới. Bao nhiêu người ngồi đó không chích mà người ta cũng ăn giống y như ổng, người ta không bị. Nó bù vô nó chích, trời ơi, cái miệng ổng sưng dảnh lên. Bởi vì biết 4 năm con ổng nó bù vô nó chích mà. Ổng phải lấy cái áo ổng chùm cái đầu ổng lại, mà ổng chạy đi mà nó còn bay theo. Trong khi đây mình cầm mấy cái bánh mình dụ thì nó không bay tới.
Rõ ràng là nó nghe cái mùi đường, cái hương hoa đó, nó bay tới nó hút mật. Ông rừng mà nó bay tới, nó bay chích ngay cái miệng ổng. Tại ông ăn cái bánh kem mà nó chích ngay cái miệng ổng luôn. Để tránh quả báo, cho nên chúng ta tuyệt đối không sát hại sinh mạng chúng sanh. Quả báo ở đây đó, nó còn đem tới cái bệnh tật. Người mà yếu thọ là biết chắc là người đó đời trước ăn thịt chúng sanh nhiều lắm. Ăn mà còn chê khen nữa. Giống như cái chị đó, chị làm dâu cái nhà đó. Chị nói con khổ lắm thầy, con ăn chay mà con phải nấu cho má con ăn. Má chồng đó. Mà chồng con tội nghiệp cứ năn nỉ con hoài, thôi chiều mẹ đi em. Mà phải mua con cá về đập đầu trước mặt bả mới chịu ăn. Kỳ dư bả không ăn. Mà bả không ăn á, là bắt đầu bả làm núng, làm bệnh. Bả làm nhõng nhẽo lên, bả bệnh lên. À, mà thở không ra, khổ quá, con dâu này dâu chua. Rồi đem đi biêu riếu nói cùng hết. Anh chồng phải năn nỉ. Mà năn nỉ á, mẹ thì mẹ nói cái mặt của mày tao đẻ ra nuôi tới lớn, bây giờ mới biết mặt mày á, mày sợ vợ. Mày thương vợ hơn thương mẹ. Chỉ nói con khổ lắm thầy, con không biết phải làm sao. Nó còn đi mua thịt về đó, là trước khi nấu đó, làm mẹ con phải đem tới cho mẹ con coi là miếng thịt này là miếng thịt mới, chứ không thôi là mẹ con nói thịt này là thịt nó ướp nước đá ngày hôm qua. Trời, bà ác vậy đó, 70 mấy tuổi rồi. Trời ơi, cái chị này chị nói chị không biết chị làm cái nghiệp gì mà chỉ có một bà mẹ chồng mà ác tới cái mức như vậy. Mà chị nói không có thiếu một bữa cơm nào, một ngày hai bữa nóng nấu cho bà ăn, dọn riêng cho bà ăn xong rồi xuống rồi vợ chồng mới ăn. Và bà nói con ăn chay, mà thức ăn nó mà dư mà con lén con đem cho là bà chửi chết. Bà nói đồ thất đức, nó phung phí, tiền làm không mệt mà chồng mày cài không mệt, mà cho nên mày phung phí mày mua vậy. Cho nên nó bà bắt con phải ăn. Con năn nỉ chồng con là con để dành thôi, chồng con ăn giùm đi, chiều và ráng ăn cho hết đi. Nó ông chồng ăn riết giờ ông 115 kg. Chỉ năn nỉ chồng chỉ là phải ăn cho hết, tại ăn không hết là bà ép bà mẹ chồng, là ép người con dâu là phải ăn, không có được đem đổ, cũng không được đem cho. Bà phát hiện ra là bà chửi bà rủa. Thầy nói cái chị này đời trước á, là chắc là vừa bóp cổ bà này nè mà vừa le lưỡi ra rồi quẹt ớt luôn. Ác vậy đó, tức là bóp cổ cho le lưỡi ra rồi quẹt ớt vô, quẹt dầu nước xanh vô nó, rồi quýnh đạp hay là hành hạ dữ lắm hay sao á. Cho nên đời này mắc quả báo như vậy. Thương chồng thương con cho nên chấp nhận. Nguyên nhân thứ ba Đức Phật dạy chúng ta ăn chay, đó chính là muốn dứt đi cái tâm tham nhiễm nơi cái vị trần. Tại vì mình ăn đó, mình thích, mình thích tham đắm vào cái vị đó. Trong 10 pháp giới này chỉ có 2 đường thôi, đó là phàm và thánh. Chia ra thì nó rộng, nó có tới nhiều loại chúng sanh, nhưng thực sự gom lại chỉ có 2 đường, đó là phàm và thánh. Phàm phu như chúng ta thì còn đầy dẫy nhiễm ô tham đắm, nhưng bậc thánh thì người ta dứt sạch hết, tâm lặng trong, không còn nhiễm bất kỳ một điều gì. Muốn được tịnh tâm thì chúng ta phải ngăn ngừa 6 căn khi tiếp xúc với 6 trần, hay nói khác hơn là chúng ta làm sao để cho chúng ta không bị các trần cảnh chi phối. Mà thức ăn ngon là một trong những thứ nó dụ mình. Quý vị mà ăn cái món gì mà nó ngon, bây giờ nói tới cái món đó chúng ta không thấy, chúng ta không nghe, nhưng mà vẫn chảy nước miếng, phải không? Là tại vì sao? Khoa học giải thích đó là phản xạ có điều kiện. Thí dụ như ăn me, trời ơi me mà chấm ớt nó ngon, nó xoài mà chấm nước mắm mua, nước mắm ớt nó ngon lắm. Nói từ những chảy nước miếng thầy cũng chảy. Cái đó khoa học. Khoa học giải thích là phản xạ có điều kiện, tức là mình ăn cái món đó lặp đi lặp lại nhiều lần, bây giờ không cần ăn nhắc tới chúng ta cũng chảy nước miếng, phải không? Cho nên hồi xưa đó Tào Tháo đó dẫn binh đi đánh đó, mà đi qua cái vùng đó nó khô hạn nó khác, Tào Tháo mới dùng một cái kế, nói rằng phía trước mặt là một rừng mơ. Ai ở miền Bắc thì biết trái mơ đó nó chua. Cho nên nói ở phía trước mắt rừng mơ, cả một đoàn quân chạy nước miếng ra hết khác. Thầy khoa học giải thích đó là phản xạ có điều kiện. Nhưng mà mắt của Phật học đó là gọi là gì? Là nghiệp nó quân tập.
Chúng ta ăn lâu ngày, chúng ta quân tập với lại cái vị chua, vị ngọt đó thành một cái thói quen. Cho nên nhắc tới nó là chúng ta tham đắm đó, phải không? Trời ơi, nói tới cái mình thèm liền. Không, trời, bánh xèo mà cuốn với lại nghe, rau sống là chấm nước mắm, cắn một cái trời nó ngon sao đâu. Nói tới cái thèm chảy nước miếng liền. Cho nên ăn chay với mục đích thứ ba, đó là để cắt đứt cái tâm tham đắm nơi vị trần. Chúng ta đụng vô đâu chúng ta tham đó. Bận đồ đẹp chúng ta cũng tham, phải không? Mang đôi dép đẹp chúng ta cũng tham. Uống một ly nước ngon chúng ta cũng tham. Cái tham đó nó vi tế là người tu nè. Cho nên là mình không biểu thị ra. Xin lỗi chứ đường ly nước lạnh chứ ly nước chanh là thầy sẵn sàng thầy cầm ly nước lạnh thầy uống liền. Nhưng mà con mắt thầy không rời ly nước chanh. Vì mình tu mình lên là có tu cho nên uống ly nước lạnh. Mà con mắt mình đâu có rời ly nước chanh, thấy không? Cái sự tham đắm vào vị trần nó khó tách rời trong cuộc sống của chúng ta. Mà huống chỉ ăn mà nó có cái người ở bên cạnh đó lại còn xúi theo nữa. Giống như có cái chị đó, chị ra chùa thầy chỉ sám hối. Chị nói thưa thầy, thầy chứng minh cho con sám hối thầy. Thầy hỏi sám hối chuyện gì? Chị nói con ăn chay mà họ chịu hôm qua con cầm lòng không đặng. Thằng con của con nó mua chân gà chiên về. Con nghe cái mùi chân gà với cánh gà mà chiên con chịu không nổi. Thế là con ngồi xuống con ăn với nó. Bóc mấy cục cơm nguội. Ăn xong rồi con lên con lại Phật con sám hối. Giờ con cầu thầy chứng minh. Nó ăn chay trường đó mà nghe cái mùi chân gà với cánh gà chiên thèm chịu không nổi. Sự tập quân tập vào trong cái vị trần này lâu ngày rồi. Thì quý vị biết ở đây đó có một vấn đề xin phép được thưa lại rằng một vài vị đó chủ trương rằng ăn chay đó với ăn mặn nó có sự so sánh giữa hai truyền thống tu tập Bắc Tông và Nam Tông. Họ cho rằng các vị Nam Tông đó ăn mặn tại sao vẫn chứng thánh quả? Tại vì ăn mặn nó không thanh tịnh. Thì quý vị phải biết Đức Phật dạy là tùy theo căn cơ trình độ, cho nên Đức Phật mới mở ra pháp nhị thừa hay là tam thừa. Thì đây là phương tiện đối với lại chư tăng thời Đức Phật. Đức Phật dạy rằng ăn thức ăn mà gọi là thức ăn sạch thì tạm dùng. Thức ăn sạch đó gọi là ngũ tịnh nhục, tức là năm thứ thịt sạch. Không thấy giết, không nghe giết, không nghi giết, thịt con thú tự chết hoặc là thịt con thú đó nó bị con thú khác ăn còn dư lại. Đó là Đức Phật dạy ngũ tịnh nhục cho chư tăng thời Đức Phật. Và Đức Phật nói tốt nhất không được ăn thịt của chúng sanh. Nhưng mà khi Đại Thừa Giáo phát triển thì Đức Phật lại triệt để cấm dùng đồ ăn huyết dục. Như ở trong Kinh Lăng Già mà thầy đọc một đoạn cho quý vị nghe lúc nãy, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Đại Huệ đó. Vì lẽ mất lòng từ bi, mất đi cái tâm bình đẳng là gây ra cái nhân sanh tử luân hồi. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn còn khuyên chúng ta là không được dùng những đồ làm bằng da của súc sanh. Bởi vì chúng ta thọ dụng thân phần của chúng sanh là chúng ta còn mắc nợ nó, huống chi là ăn thịt. Cho nên một bữa nọ thầy có thấy cái thầy kia mang dép da, mang dép bằng da nha. Thầy còn nhìn thấy cái sợi lông con bò ở trên cái da đó nữa. Dài chứ không phải mang đôi dép, mang đôi dài. Khi thầy nhìn cái đôi dài của thầy đó mang đó, được rồi, là thầy đã biết có chuyện rồi. Thầy nhìn đó dài, thầy không nói tiếng nào hết trơn. Cái thầy lên tiếng liền. Thầy nói của cái bà bác kia bà mua cho tôi mang bữa nay thôi cho bà vui. Chứ mai tôi không có mang nữa. Nhìn thấy ông nhìn là tôi biết rồi. Thầy mới nói tôi đâu có nói tiếng nào đâu. Tôi chỉ nhìn thôi. Tôi thấy ông mang đôi dép đẹp quá. Tôi nhìn thôi. Tôi định hỏi coi tiệm nào bán để tôi đi đến đó tôi coi hàng. Ông nói bao giờ thì ông mới bỏ được cái tật nó móc. Thầy nói nó móc gì? Tôi nói ngay mặt ông chứ nó móc gì. Tu hành mang dép da, tôi hỏi ông nè, ông mang được đôi dép da này
Thì bây giờ một bà già khác, bà sắp chết, bà bưng tới một tô cháo lòng, ông ăn không? Ông ăn cho bà vui ha. Là xong là ông với bà đó thọ nghiệp với lại mấy cái con thú mà người ta làm thịt làm cháo lòng nữa. Thầy là gặp cảnh là thầy xử liền, không có để cho ổng suy nghĩ gì hết nữa. Ổng mới hỏi chứ bây giờ ông nghĩ làm sao? Một bà già 70 tuổi bà mua cái đôi dép này, đôi dài này đi từ nước ngoài đem về đây, tôi không mang thì tôi phụ lòng. Thầy hỏi vậy chứ trong cuộc đời của ông có bao nhiêu bà già như vậy? Bà là Phật tử chân chánh, mình sẽ đón nhận cho dù đó là một cọng rau muống hay là một hũ chao, phải không? Tự nhiên bà mua gì ông cũng xài. Thí dụ như bà mua một bộ đồ vest tới ông bận không? Thầy dí mà, thầy dí cho tới vách tường mà. Thế nào mai mốt thầy cũng mắc quả báo bị người ta dí lại. Thầy hỏi thí dụ như bà mua cái bộ đồ vest tới là thầy bà đưa ông, là ông có bận hay không? Quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói thôi không? Đồ làm bằng da chúng sanh cũng không được sử dụng da hoặc bà là bằng sừng, bằng ngà, bằng nanh. Cho nên các thầy mà đeo chuỗi bằng ngà đó cũng là phạm giới. Bữa nay nói thẳng luôn khỏi sợ mất lòng. Tại vì nó cũng là thân phần của chúng sanh, phải không? Chứ bằng chuỗi này thì không có phạm giới ha, vẫn đẹp như thường. Không được mang dép da, tức là làm bằng thân phần chúng sanh. Vậy mà bữa hôm thầy cũng thấy có một thầy đó xách cái bóp ra bằng da cá sấu. Thầy cũng nhìn, thầy là dân dòm ngó mà, thầy nhìn, tỏi cái bóp mua nhiêu vậy? Ông nói thôi biết rồi, bữa nay nó tôi dục. Thầy nói dục chỗ nào nhớ chỉ tôi đi lụm nha. Không được phép, nếu mình xài như thế sẽ tổn lòng từ bi, vì nó được làm bằng thân phần của chúng sanh mà Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm. Thì trong kinh Ương Quật Ma lúc nãy thầy có nói đó, Đức Phật dạy với là Bồ Tát Văn Thù rất là rõ ràng nha. Thầy xin phép được đọc một cái đoạn kinh này cho quý vị nghe. Đoạn kinh này nó dài có khoảng 3 trang, quý vị nghe được không? Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù quỳ xuống, chắp tay cung kính bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng nhân vì Như Lai Tạng nên chư Phật không ăn thịt chúng sanh? Bấy giờ Đức Phật bảo: Này Văn Thù, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay sống chết luân hồi, từng cùng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường cũng như trò hát. Thân mình và thân loài khác đồng là chất huyết nhục, vì thế nên chư Phật không ăn thịt. Lại nữa, chúng sanh giới tức là ngã giới, thịt của loài khác chính là thịt của mình, nên Như Lai không ăn thịt. Này Văn Thù, như con bò tự chết, người chủ dùng da nó làm giày dép, đem bố thí cho người giữ giới. Như bậc giữ giới không thọ, tức là pháp tỳ kheo, nếu thọ trì, tuy không phải phá giới, song thiếu tâm từ bi, cho nên không thọ dụng thân phần của hữu tình chúng sanh, tức là lần lượt lìa nhân duyên sát sanh vậy. Quý vị thấy đoạn kinh này Đức Phật trả lời rõ ràng cho Bồ Tát Văn Thù, cũng là vị Bồ Tát thượng thủ về trí tuệ đệ nhất. Sở dĩ các Đức Phật không ăn thịt chúng sanh là vì nhận ra được rằng mình với chúng sanh đồng với nhau làm quyến thuộc. Ăn máu thịt của nó là ăn chính máu thịt của mình, cho nên không thể nào ăn thịt chúng sanh. Thưa cùng đại chúng, thực ra khi chúng ta gây nhân chúng ta không có để ý, nhưng mà khi chúng ta thọ quả báo thì chúng ta lại sợ. Chúng ta mắc quả báo rồi, vì chúng ta tham đắm vào thức ăn thịt của chúng sanh, chúng ta không tách ra được. Bây giờ mắc quả báo chúng ta sợ, thí dụ như bệnh nhiều chúng ta sợ. Có một vị Phật tử ngày hôm qua tới thăm thầy, nói thưa thầy, con lúc nào con cũng lo, con sợ hết. Thầy hỏi lo gì? Nói sao tự nhiên con thấy bạn của con nó bệnh nhiều quá, con lo một ngày nào đó con bệnh, con bỏ chồng con của con lại. Thầy nói coi chừng con chết trước khi con bệnh. Thầy lo kiểu đó là chết. Mình biết rồi, mình bệnh là nguyên nhân từ sát sanh hại vật, thì bây giờ mình cải thiện cái
cái nhân nó từ từ đi, cải thiện cái nghiệp từ từ bằng cách phóng sanh hay bố thí, mở lòng từ bi ra đối với tất cả các chúng sanh, thì chúng ta sẽ bớt đi cái nghiệp này, chứ còn lo sợ là không được. Mà thịt chúng sanh, quý vị nghĩ mình dám ăn thịt sống không? Chỉ có một số người, người ta ăn thịt sống thì gớm quá. Chứ còn mình là thịt đó phải ướp không? Ướp tiêu cho cay, ớt cho cay, sa tế cho cay, củ hành, củ tỏi nó hôi cỡ nào mà ướp vô trong đó để nó bán đi cái mùi tanh của thịt, chúng ta mới dám ăn. Chứ bây giờ dám cắt miếng thịt đó chúng ta ăn không? Chỉ có sư tử cá sấu rồi nó mới ăn thịt kiểu đó, phải không? Còn mình là phải đem ướp đem đồ, cho nên quý vị căn bản cũng không dám ăn thịt. Chỉ có một số người, một số chủng tộc dân nào đó, nó cắt thịt cá ra rồi nó cầm nó cắn nó ăn tại chỗ, trù thấy gớm quá. Giống như cái vị Phật tử đó tới kể thầy, nói là bữa nào cái người đó sẽ dẫn cái người chị ra nhờ thầy khuyên giùm, tại vì cái bà chị này đó là bà ăn thịt sống. Thầy hỏi ăn thịt sống là ăn sao? Bà nó mua thịt về là bà cắt ra, bà cầm bà ăn tại chỗ. Trời ơi, thầy nói bà này bà ăn sao giống, không giống con người nữa. Mà ở nhà ai nói là bà chửi, tại vì bà làm ra tiền, bà nuôi cả dòng họ, cho nên bà chửi không ai dám nói hết. Người nắm kinh tế người đó có quyền, phải không? Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Thì mấy người em đó mới nói tụi con thấy chị tụi con sợ lắm. Tụi con thấy chị càng ngày càng hung hăng ra, chị ăn thịt đó cho nên chị hung hăng ghê lắm. Mà không cần chấm nước mắm, không cần gì, bà cầm bà cắn bà đên miệng bà ăn vậy. Trời, con thấy con gớm quá là gớm. Một năm bà không ăn chay lấy một buổi nào hết, bà nó ăn chay làm gì? Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì? Tao thấy mấy ông thầy chùa đó ăn chay đó có ai thành Phật đâu. Trong bộ sách Cảm ứng ký, ngài Đạo Tuyên Luật Sư là một vị thánh tăng đời nhà Đường ở Trung Quốc, gương mẫu về luật, có viết một đoạn như thế này, xin phép được đọc quý vị nghe, lời văn nó hay lắm. Thuở Đức Như Lai còn ở đời, một hôm ngài phóng ánh sáng lớn bảo các chư thiên rồng, trời người quỷ thần rằng: sau thời chánh pháp diệt tận, có nhiều thầy tỳ kheo chấp theo giáo tích tiểu thừa của ta, không hiểu ý nghĩa của luật tỳ ni, bảo rằng ta cho các sa môn ăn thịt. Vì thế trong tăng già lam hiện ra cảnh tượng sát sanh cũng như lò thịt. Lại có các vị tỳ kheo mặc đồ tơ lụa, gần gũi nơi quán rượu dâm xá, không học ba tạng, chẳng giữ cấm giới, làm cho đạo pháp của ta ngày một suy di, thật đáng thương xót. Nên biết lòng từ vô lượng kiếp đến nay, ta tu Bồ Tát hạnh đã xả bỏ đầu mắt tủy não, vì tâm từ bi không thương tiếc thân mạng để bố thí cho các loài hữu tình. Có lẽ nào lại bảo đệ tử của mình ăn thịt chúng sanh ư? Ta nhập niết bàn rồi, các tỳ kheo thay thế ta làm thầy của trời người, dẫn dạy hữu tình, khiến cho đắc đạo quả. Có lẽ nào bậc thiên nhân sư mà lại ăn thịt của chúng sanh ư? Khi ta mới thành đạo, tuy trong luật có mở ra cho ăn năm thứ tịnh nhục, nhưng đó không phải là thật, mà là thịt của bốn loài, mà là thịt do sức thiền định bất tư nghì của ta biến hóa ra. Trong các kinh Niết Bàn Lăng Già, ta không cho người trì giới ăn thịt. Nếu có tỳ kheo mà bảo rằng trong tỳ ni giáo Phật cho ăn cá thịt, cho mặc tơ lụa, đó là lời của ma nói, là phỉ báng Như Lai. Quý vị thấy rõ ràng rằng ngũ tịnh nhục đó cũng do thần lực của Đức Phật biến hóa ra. Đức Phật nói rõ ràng, chứ không phải là của người khác đem tới nữa, mà do Đức Phật biến hóa ra. Mà ở đây nói rõ ràng là hiện nay trong Tăng Già Lam sau này đó, hiện ra những cảnh tượng sát sanh như lò hạ thịt. Quý vị biết thầy có đi dự một cái lễ dân y công đức ở một ngôi chùa ở miền Tây. Xin lỗi quý vị, thầy không có được, không dám nói tên của ngôi chùa này. Và ngôi chùa đó thì không có ăn chay. Chính thức
thầy được biết là ngôi chùa đó làm thịt 2 con bò, 6 con heo để đãi cho dân làng ở đó ăn 2 ngày 2 đêm. Thầy không tưởng tượng nổi. Mình mới thấy lời của Đức Phật nói cách đây mấy ngàn năm bây giờ nó chính xác vô cùng không? Vì thế trong Tăng Già Lam hiện ra cảnh tượng sát sanh cũng giống như lò thịt. Xin hỏi quý vị tới các chùa đó, các chùa dọn ra đãi mình dám ăn không? Vậy mà cũng có người ăn. Mà trong chùa làm tiệc đó nha, chủ trương làm tiệc. Còn trong khi Đức Phật cho ngũ tịnh nhục là Đức Phật dùng thần thông để biến hóa ra, phương tiện để biến hóa ra. Và cũng do Phật tử ở các nơi người ta làm không thấy, không nghe, không nghi. Chứ mình nghi người đó giết con bò để làm thịt đãi cho mình thì mình đâu có dám ăn. Mình nghe tiếng con bò đó nó kêu rống, nghe tiếng con gà đó nó gào thét thì mình đâu dám ăn. Rồi mình chứng kiến là cũng không dám ăn. Đằng này ở trong chùa làm luôn. Thì quý vị thấy lời Phật dạy như thế rồi, ăn thịt cá mà không đắm nhiễm có thể chứng quả thánh, thì quý vị biết người ta đã chứng hết rồi, ta chứng thánh quả hết rồi. Chứng quả thánh không phải là do ở chỗ thức ăn này ha. So hai phương diện ăn chay và ăn mặn thì quý vị thấy ăn chay thì chúng ta dễ đoạn cái tâm nhiễm ô hơn. Về cái nghĩa từ bi bình đẳng thì quý vị thấy ăn chay hoàn toàn hợp lý hơn. Nên chúng ta tu tập theo tinh thần của đạo Phật, nuôi lớn tâm từ bi, đừng vì quá cầu cao, tự cho mình là bậc viên dung tự tại mà ra nói cái câu là tửu nhục xuyên trường quá, bất ngại bồ đề đạo. Tức là uống rượu, ăn thịt mà nó chạy qua cái ruột của mình, tửu nhục xuyên trường quá, tức là rượu thịt mà nó đi qua ruột của mình thì nó ra ngoài, nó bình thường, nó hết rồi. Bất ngại bồ đề đạo, tức là nó không có cản trở đạo bồ đề. Tại vì ăn xong nuốt vô qua ruột là giống nhau. Nếu mà nó giống nhau thì tại sao không ăn chay đi mà phải ăn thịt, phải không? Ăn vô nuốt qua khỏi cổ, xin lỗi, giống nhau hết. Giống không? Giống hết. Thì như vậy sao không ăn chay? Mà Bài Đạt ăn mặn rồi đi nói cái câu này, tức là rượu thịt qua cổ là không có lạ gì, nó không ngăn cản được bồ đề, không ngăn cản được đạo bồ đề. Trời, nói cái kiểu đó là chết rồi, là lầm to rồi. Cuối cùng đại chúng, ăn chay nó còn có một lý do nữa mà bây giờ người ta phát minh ra là cơ thể mình nó nhẹ nhàng và nó an toàn hơn. Thực phẩm từ nguồn gốc của thực vật làm cho cơ thể nhẹ nhàng và ít nhiễm bệnh hơn là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Thầy thấy đó, nhiều vị đó bệnh, bệnh quá trời kiếm ra, té ra là cuối cùng là do bị bệnh sáng, ăn bởi những thức ăn mà thịt của chúng sanh nó bị nhiễm bệnh. Nó sanh ra đủ thứ hết, cá thì nó bị ghẻ, heo, bò thì bị lở mồm, lông móng, quý vị thấy không? Chứ còn cà rốt, khoai tây, đồ rau muống đồ nó đâu có bị mấy cái bệnh đó. Cho nên thầy nghĩ ăn chay nó nhẹ nhàng hơn. Ở trong luật đó thì cái này nói ra nhiều nữa thì nhiều khi nó không có sức thuyết phục cao, tại vì nói một cách khách quan. Nhưng mà ở trong luật nói máu thịt của chúng sanh đó là chất quế trược. Hơn nữa những cái con thú mà nó bị giết đó thì nó sanh ra cái lòng uất hận. Mà quý vị biết khi nó uất hận lên thì cái độc tố ở trong người nó dâng cao lên. Cái này là khoa học giải thích rất là rõ, mà ngày xưa trong luật Đức Phật đã nói rồi. Tức là khi nó bị chết thì có phải là cái khí độc nó dâng lên không? Uất hận mới những vị nào mà hoạt động ở lĩnh vực y học nó sẽ biết, khi mà mình tức giận lên thì máu của mình nó sẽ dâng nhiều độc tố trong máu của mình, và cái hơi thở của mình nó cũng có nhiều độc tố. Thì quý vị nghĩ coi, mình đánh đập cái con thú đó để mình cắt cổ nó mình ăn, thí dụ như con dê, nó đập nó cho nó đổ hết mồ hôi nó mới hết ra cái mùi rồi mình làm mới ăn thịt, quý vị thấy tàn nhẫn không? Ăn thịt người ta trước khi cắt cổ lấy máu người ta còn đập người ta nữa, đau đớn như vậy. Thì nó đau, nó hận, nó quán thì cái độc tố trong người nó sẽ dâng lên. Những cái con thú
Những con thú mà nó có độc tố nhiều, độc tố cao đó, thì chắc chắn quý vị sẽ bị nhiễm bệnh. Điều đó không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà có một số người nói rằng ăn chay không có đủ chất, cho nên xanh xao, vàng giọt rồi yếu bệnh. Theo quý vị có đúng không? Nhìn thầy đi rồi biết có xanh không? Chẳng những không xanh mà còn đậm đà nữa. Bữa nay đen quá, mọt mối nó hết ăn nổi rồi. Hồi đó thầy bị bệnh đó, quý vị biết đó, thầy nằm ở nhà thương mấy tháng đó. Có lần thầy kể cho quý Phật tử nghe, thầy ốm lắm còn ba mấy ký thôi. Thì cái anh bác sĩ đó ảnh mới nói với thầy là thầy phải ráng ăn vô, còn nếu không ăn là phải thọt ống vô, mà phải nấu nước xương, nước súp, nước thịt đó để cho thầy ăn. Thầy nói thầy không ăn được. Ông nói thầy nhìn coi, do thầy ăn chay mà thầy bị bệnh đó. Thầy mới hỏi ổng chứ bây giờ đếm hết bệnh nhân trong bệnh viện này có bao nhiêu người ăn chay. Ổng mới nói thầy sắp chết mà còn lý luận. Tại vì ảnh nói là do ăn chay mà thầy bị bệnh, bị sanh, thì thầy mới hỏi lại hết bệnh nhân trong này có bao nhiêu người ăn chay. Thì mình biết ngay có phải do ăn chay mà đưa tới bệnh hoạn không. Trời ơi, cãi với thầy hả? Xin lỗi, còn khuya, còn thở một hơi vẫn còn cãi được. Mình gieo cái nghiệp cãi mà. Thì thưa cùng quý vị, ăn chay mà đúng cách, không có ốm, không có sanh đâu. Tại vì quý vị ăn chay cái kiểu mà cực đoan đó, ăn chỉ có muối mè, hoặc giả là ăn nước tương, ăn chao với chuối hoặc là dưa leo, ăn cái kiểu đó xin lỗi nó còn xanh hơn cây chuối nữa. Mình phải biết cách để mà nấu thức ăn, phải không? Đó là do nguyên nhân chúng ta không biết cách ăn, hoặc giả là tâm lý nữa. Về tâm lý của cái người ăn chay đó, có nhiều người là gượng ăn. Giống như cái anh đó, anh nói con ăn chay cho vợ con của con vui thôi, chứ con nói thiệt với thầy á, tối bữa nào con cũng làm bộ con đi ăn phở hết á. Con nói con có công chuyện ra ngoài chứ con ăn phở chứ con ăn chay không nổi, con ăn cho vợ con vui thôi, nhưng mà con nuốt không có trôi thầy, nó lạc lẽo làm sao đâu. Thầy nói lạc thì xịt nước tương vô nó mặn nó, còn không thì bỏ đường vô nữa cho nó ngọt, có làm sao đâu à. Ông nói không hiểu sao nó lạc dữ lắm thầy, mà nấu bằng thịt thì nó ngọt. Thầy nói để bữa nào xẻo thịt ông ra nấu nó ngọt hơn. Thì cái đó là do tâm lý, yếu tố của tâm lý thôi đó. Thì chúng ta ăn chay, quý vị biết chia ra là có 2 ngày trong tháng, hoặc là 4 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 8 ngày, 10 ngày, hoặc là 1 tháng, 3 tháng trong 1 năm, hoặc giả là nguyên 1 năm, thì cái đó gọi là trường chay. Thì thưa quý, với lại quý vị, ăn chay có một đoạn ở trong Đại Trí Đồ Luận nói như thế này: tại sao trong 6 ngày trai cần phải thọ 8 giới và tu phước? Bởi vì vào các ngày này là ác quỷ rình theo người, muốn gia hại, gây bệnh tật, hiểm hại. Vì thế trong kiếp sơ, những ngày này thánh nhân dạy người ta trì trai tu phước làm lành. Nhưng cách trì trai xưa chỉ lấy trọn ngày không ăn, gọi là trai. Đến khi Đức Phật ra đời, chế lại thọ bát quan trai giới trong một ngày đêm và lấy quá ngọ không ăn làm trai. Đức Thế Tôn bảo nên như chư Phật thọ trì 8 giới và không nên ăn quá ngọ trong một ngày đêm, công đức ấy sẽ đưa người mau đến Niết Bàn. Thì như vậy vẫn chưa có kinh nào nói rõ ràng là ăn chay trường, mà chỉ nói là trong bát quan trai giới. Đặc biệt là bộ Đại Trí Đồ Luận nói rõ như thế cho chúng ta biết rõ về vấn đề ăn chay trong những ngày tu tập này, gọi là bát quan trai giới. Tức là những ngày này chúng ta tu tập phước lành, tạo ra nhiều công đức để nuôi lớn tâm từ bi, tránh đi tất cả những khổ hại mà chúng sanh khác đem tới cho chúng ta. Còn thập chay tức là một tháng ăn 10 ngày, gồm có mùng 1, mùng 8, 14, 15, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu là tháng theo chỉ chúng ta sụt lại một ngày, đó là ngày 27, 28 và 29. Thì trong những ngày này chúng ta ăn chay là để nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Mà thầy nghĩ rằng một tháng mà ăn 10 ngày chay
thì còn 20 ngày cha, 20 ngày kia đó chúng ta ăn rất là dễ, phải không? Nhưng mà có nhiều Phật tử không có ăn hết được, ăn 10 ngày thôi, còn 20 ngày kia ăn không được, là đưa lý do là con phải nấu cơm cho chồng, nó phải nấu cơm cho con, cho nên là con không ăn chay trường được. Theo quý vị ăn được không? Được, ăn được hết á. Ở ngoại quốc á, quý vị biết á, thầy có nghe một vị hòa thượng giảng như thế này. Cái bữa đó là bữa truyền Bồ Tát giới tại gia cho Phật tử. Thì hòa thượng giảng như thế này: ở Việt Nam điều kiện rau cải dễ dàng cho nên ăn chay trường được. Còn ở ngoại quốc rau cải khó khăn, mùa hè mới có, cho nên những người thọ Bồ Tát giới tại gia theo lý là phải ăn chay trường, nhưng ở đây ăn 10 ngày là được rồi. Thầy nghe thầy nói thôi chết rồi. Tại vì thọ Bồ Tát giới tại gia là nhất định phải ăn chay trường nha. Đó là luật dạy. Mà hòa thượng nói là ở đây vì không có rau, rau mắc quá, cho nên ăn một tháng 10 ngày thì bằng với người ta ăn chay trường. Thầy nghe thầy sợ quá, thầy không dám hó hé, thầy không dám nhúc nhích gì luôn. Mà dù trong bụng thầy nghĩ rằng hòa thượng này nói không biết căn cứ vô đâu, nhưng mà trong luật là không có rồi. Rồi xong ra ngoài đó, thầy hỏi các vị Phật tử đó là ăn chay 10 ngày hay là ăn chay trường. Mấy người nói chay ăn 10 ngày thôi thầy, bữa nay hòa thượng dạy ăn 10 ngày không có tội mà. Thấy không, Phật tử dịnh vô đó nói liền: ăn 10 ngày không có tội. Rồi còn có vị khác nói là ăn 10 ngày bằng với ăn chay trường, cho nên một tháng tụi con ăn 10 ngày được rồi, bằng với ăn chay trường rồi. Cũng giống như dân gian mình hồi xưa tới giờ nói ăn chay một ngày mùng 1 Tết á là bằng ăn chay cả năm, phải không? Bằng không? Không dám đâu, làm gì bằng. Là tại vì ngày mùng 1 là thịt đồ nhiều quá, thức ăn ngon nó cám dỗ mình nhiều quá mà mình nén lại mình ăn chay. Nhưng đâu có biết là sáng sớm mùng 2 là mình ăn đã đời rồi, ăn bù ngày hôm qua ăn chay. Hồi nhỏ thầy vậy chứ đâu. Tại vì bà ngoại thầy nói ăn chay ngày mùng 1 Tết là bằng ăn chay một năm, cho nên là ngày mùng 1 thầy nhất định phải ăn để 364 ngày còn lại khỏi ăn. Tâm lý của mình nghe người lớn nói là mình tin, phải không? Rất là nguy hiểm. Trong 6 ngày trai, trong kinh Phạm Vọng nói như thế này, quý vị nhớ ha, kinh Phạm Vọng, kinh Đề Vị, Hành Sự Sao, Tư Trì Ký, đây là những bộ kinh luận rất là nổi tiếng. Chép như thế này: trong 6 ngày trai và 3 tháng trường trai trong một năm, nếu sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới thì phạm tội khinh cấu. Đây là đối với những người thọ Bồ Tát giới. Kinh Đề Vị thì ghi rõ ràng vào ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày mùng 1 tháng 5, ngày mùng 1 tháng 9, chư thiên đế thích, thái tử, sứ giả, nhật nguyệt quỷ thần, Diêm La ở địa ngục, trăm vạn chư thần an bố khắp nơi, vì trừ tội danh định phước lộc, mọi người cần phải trì trai trong 3 tháng ấy. Trong Tư Trì Ký cũng nói rõ ràng: tháng Giêng, tháng 5, tháng 9, nghiệp cảnh ở cõi U Minh theo vòng xoay chiếu, đến châu Nam Thiệm Bộ, người đời có bao nhiêu việc thiện ác, thải điều hiện rõ bóng trong gương. Lại trong mấy tháng đó, Tứ Thiên Vương tuần thú đến Nam Châu, cũng là lúc ác quỷ đắc thế, vì vậy nên phải thọ trì trai giới. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng, ở trong kinh Đức Phật nói, chúng ta ăn chay là để tu tập, để tránh đi nghiệp báo. Chúng ta ăn chay để cho tăng trưởng đi cái lòng từ bi của mình và tránh cái quả báo luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị biết Đức Phật dạy về đoạn sự nhục đó là để cho chúng ta quân tập một cái nhân an lành, thánh thiện. Và điều mà chúng ta thấy an nhàn nhất đó là lòng chúng ta không có sợ mất quả báo. Chúng ta cảm thấy tự tin. Mình sát sanh hại vật riết cho nên ai gặp mình ta cũng né hết, phải không? Cái nghiệp sát nó dữ quá, người thân mình còn né, đừng nói chi ai. Đụng là bắt đầu mình vớt nó. Tuy là rằng là không có xé thịt người ta, nhưng mà mình nói khiến cho người ta đau đầu, người ta muốn chết.
hoặc là mình liếc, mình thấy, hoặc là mình có những cử chỉ, những hành động làm cho người ta phải sợ, phải kinh tởm lấy mình. Thưa quý vị, vấn đề ăn chay này sẽ còn nhiều điều để mà bàn cãi nữa. Nhưng mà thầy nghĩ có một đoạn kinh trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói về ăn chay đối với Đại Huệ Bồ Tát rất là hay. Thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe nha. Này Đại Huệ, có vô lượng nhân duyên mà hàng Bồ Tát phải sanh lòng thương xót, không nên ăn tất cả các thứ thịt. Nay Như Lai sẽ vì ông mà nói ra một phần. Này Đại Huệ, tất cả các loài hữu tình từ vô thủy đến nay ở trong vòng sống chết luân hồi vô tận, không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái quyến thuộc, cho đến chủ tớ, bạn bè, thân thích lẫn nhau. Vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc cầm thú, nỡ nào bắt nó mà ăn thịt. Bậc Bồ Tát Ma Ha Tát phải quan sát xem tất cả các loài hữu tình đồng với thân mình, nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng biết vui khổ, biết thương đau mà có, đâu nỡ nào an nhiên mà ăn nó. Này Đại Huệ, các bọn La Sát nghe ta nói điều này còn nên dứt trừ sự ăn thịt, huống nữa là các người ưa vui theo đạo Pháp. Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người ăn các thứ thịt trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại. Thịt là sở do của tâm hạnh tạp quế như thế, làm Bồ Tát sao thọ dụng được. Này Đại Huệ, kẻ ưa ăn thịt, thân thể hôi nhơ, tiếng dữ đồn xa, người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi, vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Máu thịt là chất mà tất cả chư thiên từ bỏ, bậc thánh chẳng ưa, bởi thế Bồ Tát không nên thọ dụng. Bồ Tát vì tâm từ mẫn, vì giữ gìn lòng tin của chúng Phật Pháp không bị chê bai, nên không ăn thịt. Nếu đệ tử của ta mà ưa ăn thịt, sẽ bị người tục đem lòng khinh báng, nói rằng tại sao hàng sa môn tu nghiệp thanh tịnh lại không bằng hạnh trong sạch của chư thiên, mà như ác thú mang đầy bụng thịt cá đi dạo thế gian, làm cho chúng sanh thải điều ghét sợ. Và như thế là kẻ ấy đã phá hạnh thanh tịnh, mất đạo sa môn, thiếu tư cách để điều phục người. Cho nên Bồ Tát vì lòng từ mẫn muốn giúp hộ mọi người, khiến cho chúng sanh phát khởi tâm niệm ấy, thì chẳng nên thọ dụng quyết nhục của chúng sanh. Thưa đại chúng, đoạn kinh này rất là dài, cho nên xin phép được đọc một đoạn ngắn như vậy, để quý vị thấy được rằng ăn thịt chúng sanh, tất cả những thân phần của chúng sanh đều không có một kết quả nào gọi là đem đến an lạc giải thoát cho mình hết. Còn mắc quả báo là thân mình nó bị hôi, bị dơ. Nó mai mốt quý vị mà đứng gần mấy người hôi, mấy người dơ đó quý vị, cảm thấy khó chịu như thế nào, thì mình biết cái nguyên nhân đưa tới hôi dơ là do ăn thịt chúng sanh nhiều. Quý vị biết có nhiều chú vô chùa thầy lúc đầu cũng không có được thơm lắm, nhưng sau thời gian hết mùi là mình biết ngay cái nghiệp sát của cái người đó đã hạn chế. Do cái nghiệp sát nó giảm cho nên nó chuyển đi cái nghiệp, và người không có hôi nữa, không có mùi nữa, chứ không phải do uống thuốc uống gì đâu. Nó thậm chí nó còn thơm ra nữa, thiệt. Không tin quý vị cạo đầu xuất gia đi, tự nhiên cái người mình nó thơm. Nói thiệt á, chỉ trừ những người cái nghiệp sát nặng lắm cho nên chưa dứt trừ được cái mùi hôi trên cơ thể. Từ từ rồi nó sẽ dứt. Vậy mà bây giờ mình ăn chay, thầy thấy có nhiều Phật tử đem những món ăn tới chùa thầy không dám ăn. Thầy nói thiệt, làm y chang như là con cá kèo. Trời ơi, dọn lên thầy thấy thất kinh hồn vía, sao mình dám ăn. Cái đó là miệng ăn chay mà tâm ăn mặn. Cho nên khỏi đi,
Quý vị khỏi bài ra mấy cái trò đi, trò thấy làm miếng thịt heo quay y chang luôn, chiên phồng lên y như miếng da vậy, rồi có miếng mỡ, rồi có miếng thịt nạc nữa, thấy không dám ăn, nhưng mà ăn xong thấy ngon muốn ăn miếng nữa. Cho nên quý vị Phật tử ăn chay mình nhớ ha, thức ăn thanh tịnh chúng ta không cần phải cầu kỳ, phải bài ra mấy thứ đó. Theo thầy nghĩ cái này là phương tiện, thì cũng có thể tạm dùng phương tiện đối với những người cực đoan không ăn chay. Như trong gia đình mình có những người không ăn chay mà dỗ chạp rồi mình nói bài ra chay thì họ phản đối. Mà như vậy gia đình xào xáo thì chúng ta có thể tạm làm những cái món giả chay, xin lỗi, làm chay mà giả mặn cho mấy người đã thấy, để họ họ không có sanh tâm phỉ báng hoặc là chỉ trích. Nhưng mà khi họ ăn rồi đó, ăn xong hết rồi mình mới nói đó là đồ chay, thì tự nhiên họ sẽ thấy đồ chay cũng ngon, phải không? Đây chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Tốt nhất là chúng ta không có nên bày ra những cái thứ mà giả thức ăn mặn. Trời ơi, làm giống y như con cá rô, quý vị biết không? Quấn lại y chang như con cá rô chiên xù vậy, để trong cái chén dầm nước tương tỏi ớt. Trời, thầy thấy thầy không dám gấp ăn, không dám gấp ăn. Có người mới gấp để vô để với chén cơm, thầy ăn rồi nó trời cái này ngon quá, cuối cùng họ nói cá rô đó. Nó tổn cái tâm từ bi của mình. Thưa quý vị, thầy biết quý vị là đã có kinh nghiệm ăn chay và từng thấy được lợi ích của sự ăn chay, và cũng từng đau khổ khi bị người thân mình phản đối ăn chay, phải không? Có cái vị Phật tử kia đó, quý vị biết đó, cái em đó nó còn nhỏ thôi, nó là con trai, nó phát tâm ăn chay mà ba mẹ nó không cho mà nó vẫn ăn chay. Buổi ăn nào nó cũng khóc hết. Nó 15 tuổi, nó nói mẹ nó là gắp thịt bỏ vô chén nó, ba nó thì gắp cá bỏ vô và ép nó ăn. Rồi nó ăn cơm không, nó chừa lại, thì mấy người nó mắng nó. Cuối cùng nó phải ăn, nó ăn mà nó khóc. Trời, một buổi ăn đối với nó đau khổ vô cùng, mà ba mẹ nó bắt buộc phải ăn chung với nó. Thầy biết nó bị cái nghiệp đời trước là người ta không ăn, nó ép người ta ăn. Nó ăn đi ngon lắm nè, gà này gà tơ nè, gà nồi nè, phải không? Không, mình ép người ta ăn, cho nên đời này mình mắc quả báo vì người ta ép ăn lại. Thì thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết được pháp môn ăn chay là một pháp môn rất là đặc biệt, giúp cho chúng ta tránh được quả báo sanh tử luân hồi, giúp cho chúng ta không giết hại những vị Phật tương lai, tôn trọng tánh từ bi bình đẳng, tánh Phật trong mọi chúng sanh, tránh đi nạn binh đao của chiến tranh xảy ra, tránh đi quả báo tàn sát nhau, và nuôi lớn lòng từ bi, không có bị quả báo chết yểu. Cho nên ăn chay là pháp môn có thể dễ thực tập nhất, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được. Quý vị có thể làm được không? Để kết thúc buổi giảng hôm nay và chia tay với lại quý Phật tử, thầy xin phép được đọc lại cho quý vị nghe một cái bài văn. Bài văn này gọi là văn phóng sanh của Liên Trì Đại Sư. Quý vị biết Liên Trì Đại Sư là ai không? Không biết à? Là tổ của tông ha, Liên Trì Đại Sư. Thì đoạn văn này tạm dịch ra tiếng Việt như sau: Mạng nghe, thế gian rất quý trọng, không chi hơn thân mạng. Thiên hạng cực đau thảm, chẳng gì bằng sát sanh. Cho nên gặp bắt liền trốn chạy, lòi rặn rẹp còn biết thương thân. Sắp mưa đã dời đi, lũ kiến bò vẫn tham cuộc sống. Thế sao lưới nơi vực, bẫy trên non, nhiều phương đuổi bắt. Lại nữa, cong thì câu, thẳng thì bắn, thâm săn tìm. Đây là một bài văn viết rất là văn chương, cho nên dịch nó cũng thoát ý, nó đối với nhau từng câu một. Khiến nên phách lạc hồn bay, xuôi nổi
mẹ lìa con mất, hoặc giam nơi lòng chầu, hoặc bỏ chốn ngục tù, hoặc chặt bằng thớt dao, khác nào bị hình lụng. Nay thương con dài, liếm vết thương mà ruột đứt từng phân, vượng sợ bầy chia trong cung, uống mà đôi hàng rõ lệ. Hai câu này là lấy điển tích trong chuyện tiền thân của Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn làm con nai, nai mẹ. Khi mà nai con bị bắt đó, nai mẹ đau lòng mà ruột đứt rồi ngã xuống chết. Rồi trong tiền thân Đức Phật cũng làm con vượn, khi bị cung tên bắn nó uống mình lại để tránh tên, nhưng mà chẳng may nó bị trúng cung tên, mà tay thì bồng vượn con rồi làm sao, cho nên cuối cùng nó mới vắt sữa, trét sữa lên lá cây rồi mới để vượn con lên trên cành, rồi buông tay rớt xuống chết. Quý vị thấy đau lòng không? Tức là bị trúng tên rồi, vượn mẹ mới vắt sữa trét lên lá cây, vì biết rằng mình chết là con mình sẽ chết, cho nên khi vắt hết sữa rồi trét lên lá cây rồi kiệt sức rồi mới gỡ tay vượn con ra để lại trên cành và buông tay rớt xuống, thở sang bắt đem về. Hai câu này là điển tích lấy từ chuyện tiền thân của Đức Phật. Nay thương con dại, liếm vết thương mà ruột đứt từng phân, vượng sợ bầy chia trong cung, uống mà đôi hàng lệ đổ. Cậy ta mạnh mãi hiếp kia ngu yếu, lý có hợp chăng, thịt nó ăn để mình tự bổ thân, lòng sao vội nở. Bởi thế đất trời thương cảm, cho nên hiền thánh hành dơ, mở lưới âm rộng thỏa thành thang, nuôi cá đức lập từ sản. Đây là nói về điển tích nơi cái ông tử sản, ổng nuôi cá rồi ổng thả ra, rồi thành thang, tức là thả lưới ra cho thú chạy. Xin lỗi quý vị, thầy có cần giải thích thêm mấy cái điển tích này không? Tức là vua Thành Thang đời nhà Thương cùng với bè tôi đi xuất du đó, gặp bọn thợ săn giăng lưới bắt, thì lúc bấy giờ đó vua thì mới bảo với mọi người là đứng ở ba phía mở lưới ra để cho các con thú mà bị giăng bị bắt này nó được thả ra. Đó là cái sự tích mà vua Thành Thang mở lưới để thả thú. Còn thầy Tử Sản là khi làm quan đại phu ở nước Trịnh, có người thường đem đến cho thịt cá ngon còn sống, ông không nỡ nào ăn, bảo người đem thả cá đó để nuôi. Điều này là cho thấy rằng cái việc phóng sanh rất là có lợi ích. Cho nên thầy xin phép đọc lại hai câu này ha. Mở lưới ân rộng thỏa thành thang, nuôi cá đức lập từ tử sản. Lưu thủy đã nên thánh triết, tưới nước xuân nhuận cảnh khô khao. Thích Ca rõ thật từ bi, cắt thịt quý cứu cơn nguy nạn. Thiên thai trí giả đào ao phước để phóng sanh, đại thọ tiên nhân hộ chim lành nơi định thể. Thả lân trùng mà đắc độ, thọ thiền sư gương ưu ái hãy còn. Cứu long tử được truyền phương, tôn chân nhân dấu từ bi chưa mất. Một phen vớt kiến sa di cải mạng, vắng thành thọ cao. Thư sinh đổi danh hèn lên thượng bản, giây phút mua rùa mau bảo nơi cảnh nguy mà thoát nạn. Khổng Du từ tước bọn đến phong hầu, khuất sư thả cá ở nguyên thôn. Thọ tăng một kỷ, tùy hầu cứu rắn nơi tề giả, châu trả nghìn vàng. Tất cả những cái này đều lấy điển tích của người phóng sanh. Cứu trạnh lớn trốn nhà trù, ả tỳ tử khỏi cơn dịch bệnh. Vớt lằn sanh nơi hữu rụ, cả tụ sanh được miễn gia hình. Đổi vật mạng trốn nhà đồ, trương đề hình hồn siêu thiên giới. Chuột sanh linh nơi thuyền lưới, lý cảnh văn giải độc đơn xa. Tôn lượng tự cứu nguy lòi long cánh, khi thọ chung chiêm đắp mã mồ. Phan nguyện
Phan Huyện Đường lệnh cấm lưới sông Hồ, lúc thiên chức cá rền khóc cảm. Tính lão bãi xanh, tế kẻ ngu dân, điềm bay cam dụ, Tào Khê mở lưới săn người lạp tử, đạo khắp thần châu. Chim sẻ biết ngậm vành mà báo ân, loài chồn hay đến giếng để truyền thuật. Cho nên thân tàn được sống, rít đeo vách trắng để nghe kinh. Cảnh nạn cầu xanh, lương hiện áo vàng mà báo mộng. Thế nên ra ơn có trả, chuyện xưa há phải vô bằng. Rõ ràng mắt thấy tai nghe, việc trước còn ghi sử sách. Khắp nguyện khi thấy phát lòng từ bi, bỏ tiền của không bền, làm việc lành có ích. Cứu một con cũng vẫn là việc tốt, như thế ngày thêm tháng góp, hạnh cả đức to. Chừng ấy lành khắp nhân hoàng, danh thông thiên phủ, rửa tiêu oan chướng, thủy trưng đã dẹp đời nay, bồi đắp thiện căn, phước báo còn tươi kiếp khác. Nếu lại giúp xưng Phật hiệu, tụng thêm văn kinh, để vì hồi hướng Tây Phương, khiến chúng sanh xa lìa ác đạo, thì chỗ dụng tâm càng lớn, trồng đức càng sâu, đạo nghiệp nhờ đó mau thành, liên đài sẽ sanh lên thượng phẩm vậy. Thì bài văn này của Ngài Liên Trì Đại Sư viết ra rất là văn chương, dùng tất cả những điển tích xưa trong Phật giáo, Nho giáo, nói về tán dương công hạnh của những vị mang tâm từ bi, phóng sanh từ kiến, rận, muỗi cho đến những con thú lớn, rồi đến thả tù binh mà có ra những cái quả báo rất là tốt. Thì ở đây thời gian không cho phép cho nên Thầy không có giải thích được. Nếu giải thích từng điển tích một thì quý vị sẽ ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Quý vị muốn ngồi không? Quý vị muốn nhưng mà Thầy sắp chết. Tại vì chiều nay Thầy còn đi giảng ở tại Bình Thuận nữa, cho nên xin phép được khép lại ở đây. Vâng, chúc quý vị luôn được an lạc bằng chính pháp môn ăn chay của Đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, vừa qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Ngài đã đến đây để triển khai vấn đề ăn chay của Đạo Phật. Thật sự vấn đề này rất nhiều người nói, như hôm nay với một tâm quyết của nhà truyền giáo trẻ, Ngài đã phân tích từng khía cạnh, từng góc độ của sự ăn chay để đem đến sự an lạc cho tự thân và thân tâm. Cũng con thay lời cho ban tổ chức thành niệm tri ân công đức của Thượng Tọa và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, chúng sanh vị độ và sự duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.